rồi thì đồng chí giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm của thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Kính thưa quý vị, bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm và tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay nhiều bạn trẻ chưa nhận thức rõ được về vai trò và tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Để hiểu rõ hơn về loại hình này, sau đây kính mời các đồng chí và các bạn cùng hướng lên màn hình theo dõi một đoạn phóng sự ngắn về bảo hiểm thất nghiệp do báo Tuổi. Phần 1. Bạn đã biết thế nào là bảo hiểm thất nghiệp? Dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên cả nước, dẫn đến nhiều người lao động mất việc làm. Với nhiều lợi ích thiết thực, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã và đang trở thành điểm tựa giúp người lao động ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự vững mạnh của hệ thống an sinh xã hội. Vậy, thế nào là bảo hiểm thất nghiệp? Căn cứ theo quy định tại khoản 4, điều 3 Luật Việc làm năm 2014, thì bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay nhiều bạn trẻ chưa nhận thức rõ được về vai trò và tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong tiến trình lao động, lập thân, lập nghiệp, góp sức vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của loại bảo hiểm này. Dịch bệnh COVID-19 có ảnh hưởng như thế nào đến công việc của bạn? Nếu có bảo hiểm thất nghiệp, bạn đã hưởng những quyền lợi gì? Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 116 ngày 24 tháng 9 năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Về quyền lợi, mức hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, theo điều 54 của Luật Việc làm, người lao động thất nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Mức hỗ trợ học nghề, theo quyết định số 17 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau. Người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa 4-5 triệu đồng trên người, trên khóa đào tạo. Người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa 1,5 triệu đồng trên người, trên tháng. Hỗ trợ một lần bằng tiền, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng, hỗ trợ 1.800.000 đồng trên người, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng, hỗ trợ 2.100.000 đồng trên người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng, hỗ trợ 2.400.000 đồng trên người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng, hỗ trợ 2.650.000 đồng trên người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng, hỗ trợ 2.900.000 đồng trên người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên, hỗ trợ 3.300.000 đồng trên người. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng
theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương. Lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Các thủ tục đăng ký nhận hỗ trợ cũng như những quyền lợi gì từ việc tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp. 1. Nộp hồ sơ qua ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. 2. Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ Công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mình là Phạm Quang Minh, đến từ Hải Dương. Mình đang làm việc tại Hà Nội. Từ khi đi làm tại công ty, được công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cho nên tôi cũng biết sơ qua về chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có bảo hiểm thất nghiệp. Theo tôi hiểu, khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nếu không may mắn bị thất nghiệp, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp, được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Chưa tham gia vào thị trường lao động, tôi hầu như không quan tâm và cũng ít tìm hiểu về bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, khi được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tôi đã tìm hiểu khá kỹ về điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp và các mức đóng hưởng bảo hiểm thất nghiệp để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Phần 2. Tại sao bạn phải đóng bảo hiểm thất nghiệp? Khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Trong khi đó, người sử dụng lao động tham gia loại hình bảo hiểm này sẽ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp luôn đảm bảo nguyên tắc chia sẻ, đóng, hưởng. Đồng thời, việc triển khai thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo theo phương châm 3 đúng. Đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn. Giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc Làm, không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1 tháng 10 năm 2021. Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 12 tháng, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để triển khai thực hiện các nội dung chính sách theo trình tự, thủ tục rút gọn, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các địa phương triển khai nghị quyết của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh dự toán thu, chi và chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Tôi là Duy, tôi sinh năm 1995 và đã sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp này được 3 năm. Có được biết và theo dõi quá trình đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp tại công ty mình. Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách an sinh xã hội, có chức năng bảo vệ, bù đắp những tổn thất về mặt tài chính cho những người lao động, giúp họ có khả năng cũng như cơ hội quay lại thị trường làm việc bình thường. Mình là Hải, mình hiện tại sinh năm 1999 và đang làm việc tại Hà Nội. Do tình hình dịch bệnh thì mình cũng đang hiện tại đang thất nghiệp. Nhưng mà từ khi bắt đầu làm việc tại công ty thì mình cũng đã được công ty giới thiệu về bảo hiểm thất nghiệp. Và sau một thời gian thử việc thì cũng đã có nhiều người và bảo mình và mình đã ký được hợp đồng lao động và chính thức được tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thank you.
3 năm thì mình cũng đã bị chấm dứt hợp đồng lao động và có quyết định phải nghỉ việc. Thì khi làm thủ tục chốt sổ về bảo hiểm xã hội thì mình đã được công ty hướng dẫn là đi đến trung tâm dịch vụ việc làm để làm thủ tục. Và khi đến trung tâm thì cũng đã được hướng dẫn và được nhận trợ cấp thất nghiệp để từ đó trang trải cuộc sống. Và theo mình thì bảo hiểm thất nghiệp cũng là một cái gì đó giúp người dân có thể trang trải cuộc sống trong thời gian dịch bệnh, và mình cảm thấy rất là yên tâm, vui vì đã được hỗ trợ trong lúc khó khăn. Đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp vào nền kinh tế, đặc biệt là đối với thị trường lao động cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid, một số doanh nghiệp là thu hẹp sản xuất hay bị đóng cửa, dẫn đến tình trạng là người lao động trong cái bối cảnh đó nó sẽ bị mất việc làm. Cách bảo hiểm thất nghiệp qua hơn 10 năm được triển khai tại nước ta đã phát huy được vai trò rất là quan trọng. Đây có thể nói là một chính sách an sinh xã hội rất là tốt. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ hỗ trợ một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất việc làm, và đặc biệt thông qua chính sách bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động có cơ hội được tìm kiếm việc làm, hỗ trợ học nghề miễn phí trong thời gian tìm kiếm việc làm để quay trở lại thị trường với một cái kỹ năng tốt hơn và sẽ tìm kiếm được công việc làm nó bền vững hơn. Theo quy định tại điều 42 của luật việc làm, với cái 4 chế độ về bảo hiểm thất nghiệp thì cái chế độ hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề là cái chính sách này là rất là quan trọng đối với doanh nghiệp. Khi mà doanh nghiệp thay đổi công nghệ hay là mở rộng sản xuất thì có thể nói là chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động đào tạo nghề cho người lao động để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp trong khi có những cái thay đổi. Kính chào quý vị thính giả của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Cảm ơn câu hỏi của bạn đặt ra là vì sao phải tham gia bảo thất nghiệp. Thì các bạn cũng hiểu rằng là cái bảo hiểm thì nói chung thì là bao giờ cũng là một cái khoản thay thế bù đắp về cái lợi ích có thể vật chất hoặc là đảm bảo quyền lợi cho cái đối tượng tham gia khi gặp rủi ro đối với cả cái lĩnh vực mà người đó tham gia cái bảo hiểm. Bảo hiểm thất nghiệp cũng vậy. Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Bảo hiểm thất nghiệp là bảo hiểm nhằm mục đích là thay thế bù đắp mà những cái rủi ro để đảm bảo cho cái người lao động khi rủi ro mất việc làm. Ở một số nước hiện nay thì đang thực hiện là bảo hiểm việc làm, nhưng hiện nay Việt Nam thì theo quy định thì chúng ta mới đang thực hiện là bảo hiểm thất nghiệp, tức là bảo hiểm cho cái việc mà người lao động đang đi làm và bị thất nghiệp thì sẽ được bảo hiểm để bù đắp. Cái bù đắp ở đây thì lợi ích khi tham gia thì theo quy định của luật việc làm và các văn bản hướng dẫn của chính phủ và của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được hưởng 4 cái chế độ nếu mà đáp ứng đủ các cái điều kiện. Thứ nhất là
chế độ hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Đây là một cái chế độ mà mang tính chất là bảo hiểm việc làm. Tức người lao động trong quá trình làm việc mà nếu doanh đơn vị sử dụng lao động mà gặp khó khăn do suy giảm kinh thuế hoặc một số lý do bất khả kháng khác dẫn đến thay đổi cơ cấu công nghệ sản xuất kinh doanh có nguy cơ phải cắt giảm lao động, thì thay cắt giảm cái lao động đó để tuyển lao động mới để đáp ứng được cái cơ cấu công nghệ sản xuất kinh doanh mới của mình, thì cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ hỗ trợ cho người sử dụng lao động để đào tạo kinh phí để đào tạo người lao động đó để thích ứng với cả cái công nghệ sản xuất kinh doanh mới của đơn vị. Đấy là cái lợi ích thứ nhất của người lao động khi mà tham gia cái bảo hiểm thất nghiệp. Khi người lao động mà gặp rủi ro mà không duy trì được việc làm và chấm dứt cái quan hệ lao động của mình thì người lao động đó sẽ được hưởng các cái chế độ. Thứ nhất là trợ cấp thất nghiệp. Trợ cấp thất nghiệp là một cái chế độ trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ về mặt tài chính cho người lao động trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo cái ổn định cái cuộc sống, để có những cái cơ hội và có những cái hỗ trợ khác để người lao động sớm có việc làm và ổn định lại cái thu nhập của mình. Về cái trợ cấp thất nghiệp này thì cũng có cái tính toán, cũng theo cái kinh nghiệm quốc tế, cũng theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế, là chúng ta tính toán trên cơ sở là cái bình quân cái thu nhập của người tham gia, cái mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, là trên cơ sở đó tính toán đến cái mức hưởng cũng như thời gian hưởng để đảm bảo cho người lao động đó có một khoảng thời gian và có một khoản thu nhập để tạm thời ổn định trong một khoảng thời gian để có cơ hội tìm một cái công việc mới. Cái chế độ thứ hai của người lao động mà khi mà chấm dứt cái quan hệ lao động là được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí. Và hiện nay là trong quy định thì là giao cho hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, mà là những hệ thống dịch vụ làm công của nhà nước, mà đây là cũng theo một cái công ước khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế, là tất cả bất kỳ một quốc gia nào nếu mà tham gia vào Tổ chức Quốc tế Lao động Quốc tế thì phải duy trì một cái hệ thống tổ chức dịch vụ làm công để nhằm hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm cho cái người lao động, cho người dân. Thì cái này là, và cũng chính sách bảo hiểm thất nghiệp này sẽ hỗ trợ đối với hệ thống dịch vụ công để thực hiện cái việc tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động và không hạn chế số lần, số lượt mà người lao động có nhu cầu. Một cái chế độ thứ ba trong bảo hiểm thất nghiệp mà khi người lao động chấm dứt, đó là hỗ trợ đào tạo nghề. Đào tạo nghề đây tức là hỗ trợ những người lao động đáp ứng đủ điều kiện để học được một cái nghề, để chuyển đổi, có cơ hội để chuyển đổi nghề nghiệp và có cơ hội để tìm thêm, có thêm những kỹ năng để làm sao mà tìm được một công việc nó tốt hơn, một thu nhập cao hơn. Và cũng đã có quy định rất cụ thể về cái thời gian hỗ trợ, rồi là cái kinh phí hỗ trợ theo quyết định Thủ tướng Chính phủ. Một cái chế độ trước đây được coi là một chế độ theo luật bảo hiểm xã hội năm 2006, nhưng hiện nay là theo luật việc làm 2013 thực hiện từ 1/1/2015, thì đó là người lao động trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được bảo hiểm y tế. Trước đây là quy định một chế độ, nhưng hiện nay thì đang quy định là một cái chính sách đi cùng song song với cả cái chế độ trợ cấp thất nghiệp. Thì trong thời gian người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động được bảo hiểm y tế, và tổ chức bảo hiểm xã hội, tức là bảo hiểm xã hội, hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ là cơ quan thực hiện cái việc đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, và nguồn kinh phí từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Thế rồi đây là lý do tại sao là người lao động đang làm việc để tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Mà tham gia đây theo quy định là của nhà nước đã là quy định rồi, thì nó là bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách do nhà nước quy định và thực hiện bắt buộc. Bắt buộc có nghĩa là gì? Bắt buộc là những người thuộc đối tượng không muốn cũng phải tham gia. Bắt buộc đây nghĩa là đã là bắt buộc thì người lao động không thuộc đối tượng, muốn cũng không được tham gia. Đấy, do vậy là tại sao là quy định này, vì sao người lao động giao kết các hợp đồng lao động hoặc làm việc có quan hệ lao động có thu nhập thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các cái quyền lợi, rất nhiều các quyền lợi trong cái chính sách này. Và theo như tính toán của đầy đủ của chúng tôi khi mà xây dựng chính sách, thì đối với cả một người hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tất cả cái mức mà tối đa thì khoảng độ gần 40 người đóng mới đủ cho một người để hưởng cái trợ cấp thất nghiệp nếu mà gặp rủi ro. Đây là một số những cái xoay quanh cái nội dung đầu tiên mà bạn khán giả của báo đã đặt câu hỏi vì sao, và cũng như là những lợi ích của người lao động khi tham gia cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp này. Xin cảm ơn đồng chí Trần Tuấn Tú. Chúng tôi tiếp tục nhận được những câu hỏi tiếp theo và dành cho đồng chí Tạ Văn Thảo, giám đốc trung tâm dịch.
Vâng, xin kính chào độc giả của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Chào bạn Huy. Qua câu hỏi của bạn thì tôi chia sẻ như sau. Về vấn đề bạn hỏi thì theo quy định tại khoản 1, điều 46, khoản 3, điều 49 của luật việc làm thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định tại khoản 1, điều 46 của luật việc làm. Bạn, về vấn đề này bạn cho biết là đã chấm dứt hợp đồng lao động từ tháng 7 mà bây giờ thì đã là tháng 12. Như vậy là đã quá thời hạn 3 tháng theo quy định để được hưởng trợ cấp thất nghiệp đợt này. Tuy nhiên tôi cũng lưu ý với bạn là thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn vẫn được bảo lưu cho lần hưởng sau nếu khi đó hồ sơ của bạn đảm bảo theo quy định. Đồng thời, hiện tại bạn có thể đến các trung tâm dịch vụ việc làm để được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí nếu có nhu cầu. Cái nội dung này thì như ông Trần Tuấn Tú vừa chia sẻ, nó là một trong 4 chế độ của chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Xin chia sẻ với bạn nội dung như vậy. Xin cảm ơn đồng chí Tạ Văn Thảo. Câu hỏi tiếp theo vẫn là đến từ bạn Đào Duy Duy ở tỉnh Ninh Bình muốn dành cho đồng chí Tạ Văn Thảo. Là tôi gia đình tôi có bạn năm nay 25 tuổi đã đi làm nhưng công ty chưa đề cập tới việc đóng bảo hiểm cho Về vấn đề bạn hỏi thì tôi có thể là chia sẻ như sau. Bạn đã nói là bạn của bạn đi làm một công ty. Vậy thì theo quy định tại điểm A, điểm B, khoản 1, điều 2 của luật bảo hiểm xã hội thì quy định là như sau. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm A. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Điểm B, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Như vậy đối chiếu với cái trường hợp bạn của bạn thì cần phải xác định lại xem mình có thuộc đối tượng được giao kết hợp đồng lao động với công ty chưa và đã ký kết với hình thức loại hình hợp đồng nào và có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quyền lợi của người lao động khi tham gia làm việc tại công ty không. Trong trường hợp nếu bạn thuộc trường hợp nào có đầy đủ các điều kiện để được tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì việc công ty không đề cập tới việc đóng bảo hiểm cho bạn là chưa đúng. Bạn cần làm việc trao đổi cụ thể với phía đại diện của công ty để yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động cũng như đảm bảo quyền lợi của người lao động. Còn trong trường hợp mà không đạt được thỏa thuận thì bạn có thể liên hệ với Sở Lao động Thương binh Xã hội địa phương nơi bạn làm việc để được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của mình. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tạ Văn Thảo. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi câu trả lời rất cụ thể từ các vị lãnh đạo Cục Việc Làm và Trung tâm Dịch vụ Việc Làm Hà Nội đối với những băn khoăn thắc mắc của các bạn trẻ. Tiếp theo sau đây, xin mời câu hỏi từ các bạn trẻ tại hội trường. Xin mời các bạn. Xin mời bạn. Rồi, vâng, đầu tiên thì cho phép tôi gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới các đồng chí đang dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Việt Long và sau đây tôi xin đặt câu hỏi tới đồng chí Trần Tuấn Tú. Theo tôi được biết thì bảo hiểm thất nghiệp được tính dựa trên mức lương bình quân 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Vậy thì nếu như mức tiền lương bình quân 6 tháng gần nhất này thấp hơn những tháng trước đó, vậy thì phải tính như thế nào thưa đồng chí? Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn Long.
Theo quy định thì khi mà tính toán cái mức để mà tính xây dựng chính sách thì phải tính toán trên cơ sở là cái chi chế độ và cái thu để đảm bảo cho cái việc thực hiện cái chế độ. Việc tính toán cũng dựa trên các cái kinh nghiệm khi chúng ta xây dựng chính sách, của tham vấn ý kiến của các cái quốc gia đã triển khai thực hiện cái thành công cái chính sách này, và cũng như là cái khuyến nghị của tổ chức lao động quốc tế. Thì theo công ước của tổ chức quốc tế thì đối với cả chính sách bảo thất nghiệp thì ILO khuyến nghị các quốc gia là xây dựng và thực hiện cái chính sách này nhằm cái đảm bảo cái quyền lợi của người lao động, đặc biệt là những cái việc mà rủi ro đối với cả việc làm khi người lao động mất việc. Và trong cái khuyến nghị cũng liên quan đến cái vấn đề là họ cố gắng khuyến nghị là đảm bảo được cái tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng đạt được khoảng từ 4-50% của cái bình quân cái thu nhập của người lao động. Do vậy là hiện nay theo quy định của pháp luật về bảo thất nghiệp của Việt Nam thì quy định rằng là cái người lao động đóng tỷ lệ 1% tiền lương và người sử dụng lao động đóng 1% tổng quỹ tiền lương của những người đang tham gia bảo thất nghiệp tại đơn vị. Và trên cơ sở như vậy thì cái tính toán cái mức hưởng thì hiện nay trong quy định chúng ta là quy định là cái căn cứ vào cái 6 tháng thu nhập gần nhất mà người lao động có thu nhập để làm cơ sở để xác định cái tiền lương và tiền trợ cấp thất nghiệp để đảm bảo cho người ta có một cái mức sống đảm bảo theo cái khuyến nghị của tổ chức lao động quốc tế. Thì hiện nay chúng ta đã quy định là cao hơn theo khuyến nghị của tổ chức lao động quốc tế là 60% bình quân tiền lương 6 tháng đóng cuối cùng của người lao động trước khi chấm dứt cái quan hệ lao động. Và cái tính toán này để tại sao là 6 tháng bình quân đó thì để xác định rằng là cái 60% đó để đáp ứng được cái mức sống để đảm bảo cho người lao động trong một cái thời hạn gian nhất định hưởng cái trợ cấp này để có cái hỗ trợ khác cũng như là tích cực tìm kiếm việc làm trong để sớm có lại việc làm mới và có lại cái thu nhập. Do vậy là đối với cái mức mà trước đây chúng ta đóng bao giờ nó có cái đoạn là có người có thể là cái thời gian đầu đóng cao và thời gian trước đóng cao thì nó rất nhiều các trường hợp. Tuy nhiên chúng ta xác định để cái mức hưởng là trên cơ sở có cái cơ sở khoa học như vậy và đảm bảo được cái thu nhập và cái mức sống để ổn định cho người lao động. Và cái 6 tháng tính bình quân tiền lương này đã được áp dụng không chỉ cho cái trợ cấp thất nghiệp mà tất cả những cái quy định tính toán trước đây từ khi chúng ta thực hiện Bộ luật Lao động năm 1995 và sau đó là các cái bộ luật sửa đổi bổ sung và bộ luật thay thế thì chúng ta tính cái trợ cấp thôi việc mất việc cũng đều xác định trên cơ sở là bình quân tiền lương 6 tháng cuối cùng khi tham gia các cái chính sách bảo hiểm xã hội. Thì cái này nó cũng là một cái vừa cái sự kế thừa cũng là theo cái đáp ứng được cái tiêu chí tiêu chuẩn cũng như cái khuyến nghị của tổ chức quốc tế và thực tế đảm bảo được cái thu nhập và ổn định cho người lao động trong cái thời gian thất nghiệp để tìm kiếm một cơ hội việc làm mới. Đây là cái nội dung muốn chia sẻ với bạn Long đã đặt cái câu hỏi này. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Trần Tuấn Tú. Thưa tất cả các đồng chí và các bạn, thì hiện nay đúng là tình hình dịch bệnh quá phức tạp và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái người lao động, đặc biệt là cái lao động trẻ. Đối với thành phố Hà Nội thì tại các huyện ngoại thành và tại các địa phương cái tình trạng này nó là quan rất là lớn. Mà hiện nay rất nhiều các bạn trẻ báo cáo đồng chí là chưa hiểu hết được về các cái chính sách, chưa nắm được nên là rất là thiệt thòi. Chính vì vậy mà tại các điểm cầu thế, và đặc biệt là tại hội trường ngày hôm nay do tình hình Covid, chính vì vậy mà cái số lượng các bạn thanh niên tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp thì cũng còn rất là hạn chế để đại diện. Đây là một cái cơ hội rất là lớn để mà các bạn hiểu hơn về cái chính sách cho bản thân mình và bạn bè mình. Có các chuyên gia, có đồng chí Trần Tuấn Tú, đồng chí Tạ Văn Thảo giải đáp, và đặc biệt đối với đoàn thanh niên thành phố hôm nay thì có đồng chí Lý Duy Xuân tham dự trực tiếp, thì đề nghị là đây là cái cơ hội để các đồng chí hiểu hơn để làm gì, để đảm bảo cái quyền lợi cho bản thân mình. Thì đề nghị các đồng chí là có những cái câu hỏi nó rất là thiết thực đối với các chuyên gia, và chắc chắn là các chuyên gia sẽ giải đáp với các đồng chí nó rất là cặn kẽ để đồng chí áp dụng trong cuộc sống. Sau đây mời các đại diện các bạn nào
các bạn ở trong hội trường, các đồng chí và các bạn trả lời có đặt câu hỏi các chuyên gia trước đấy. Vâng, mời bạn. Sau đây em xin có một câu hỏi như sau ạ. Là tôi đang trong quá trình giải quyết hồ sơ bảo hiểm hưởng trợ cấp COVID-19 thì có nên làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp hay không? Và nếu làm thủ tục lĩnh bảo hiểm thất nghiệp thì có ảnh hưởng gì tới tiền trợ cấp COVID hay không ạ? Em muốn gửi câu hỏi này đến đồng chí Đặng Văn Thảo trả lời ạ. Em xin cảm ơn ạ. Xin mời anh Thảo. Vâng. Về câu hỏi của bạn thì tôi có thể chia sẻ như thế này. Qua câu hỏi của bạn thì tôi thấy rằng cái chính sách hỗ trợ hưởng trợ cấp do COVID ở đây thì có thể hiểu rằng là bạn, tôi đang hiểu là bạn đang hỏi theo cái chính sách theo nghị quyết 116, quyết định 28 của chính phủ. Thì bạn đang trong quá trình giải quyết hưởng trợ cấp COVID-19 như vấn đề bạn đã nêu. Thì việc thực hiện quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp như tôi đã nói từ nghị quyết 116 và quyết định 28 của chính phủ. Thì căn cứ theo quy định tại điều 1 của quyết định 28 năm 2021 về đối tượng được hỗ trợ thì quy định rõ như thế này: người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021, trong đó là không bao gồm người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Cái đối tượng thứ hai là người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 và có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm những người hưởng lương hưu tháng. Như vậy có thể hiểu, còn việc làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì theo quy định của luật việc làm không ảnh hưởng gì đến chính sách hỗ trợ do COVID nêu trên. Cho nên nếu bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và đủ các điều kiện theo quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn có thể lập hồ sơ tại các trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội các địa phương để được tư vấn hướng dẫn và giải quyết, và cái việc này nó không ảnh hưởng gì đến chính sách hỗ trợ như trên. Xin cảm ơn bạn. Cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Tào Văn Thảo. Xin thưa báo cáo với đồng chí Trần Tuấn Tú, đồng chí Lý Xuân và đồng chí Tạ Văn Thảo. Hiện nay thì đối với hội trường thì có hai câu hỏi. Thế thì đối với các bạn ở các tỉnh thì hiện nay đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có lẽ đặc biệt là khu vực tại Cần Thơ, cái tỷ lệ doanh nghiệp, tỷ lệ người lao động mất việc làm nó quá là lớn. Hiện nay là đối với khu vực Cần Thơ là chỉ có 71/170 cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp là hoạt động thôi, hoạt động cầm chừng. Chính vì vậy mà cái tỷ lệ thanh niên mất việc làm mà đang khó khăn như thế này, thế về cái chính sách đối với bảo hiểm thất nghiệp đây là rất là quan trọng. Sau đây mời một bạn tại đồng bằng sông Cửu Long ạ, xin mời đồng bằng sông Cửu Long ạ, các bạn nghe rõ không ạ? Dạ, xin chào ban tổ chức ạ. Thì thông qua chương trình này thì vừa qua thì em cũng có nhận được một số câu hỏi của bạn trẻ hỏi về bảo hiểm thất nghiệp ạ. Cụ thể em cũng có mấy câu hỏi của các bạn ấy gửi về chương trình như sau. Tôi thì là người Tiền Giang và học đến lớp 9 thì nghỉ học, hiện tại thì đang làm công việc tự do. Vậy bảo hiểm thất nghiệp thì có phụ thuộc vào bằng cấp hay chứng chỉ không? Và câu hỏi thứ hai là bảo hiểm thất nghiệp tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì có áp dụng cho những người lao động tự do như là phụ hồ, xây dựng hay ve chai hay không? Muốn tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì làm như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn.
Câu này có lẽ là mời anh Trần Tuấn Tú ạ. Cảm ơn câu hỏi của một bạn trẻ đại diện cho thanh niên của vùng Mộc Châu Củ Năm hiện nay đang cũng gặp vừa qua cũng gặp rất khó khăn rất nhiều do cái đại dịch Covid-19. Về câu hỏi của bạn thì ngay cái phần đầu chúng tôi đã chia sẻ là đối với cả chính sách bảo thất nghiệp, đây là một chính sách bắt buộc. Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Bảo hiểm cho cái việc làm mà đã giao kết, khi mà việc làm đó bị mất, bị gặp rủi ro thì sẽ được bảo hiểm. Đối với cả các cái trường hợp như đối với nghề tự do hiện nay thì nó là chúng ta làm là ở cái phía là gọi là chúng ta là tự tạo việc làm, chúng ta không phải thực hiện theo cái quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, chúng ta không có cái giao kết giữa hai bên, do vậy là cái quan hệ đó không được thiết lập, nên là bảo hiểm thất nghiệp là chưa bao trùm cho cái đối tượng là chỉ quan hệ một bên, tức là lao động tự làm. Để do vậy là cái trường hợp của bạn làm đối với những trường công việc mà tự do như bán trái cây hay là trồng lúa thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của bảo hiểm thất nghiệp. Còn đối với bảo hiểm thất nghiệp thì quy định tham gia thì tham gia trên cơ sở là cái quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, chứ chúng ta không dựa trên cái bằng cấp chứng chỉ. Cứ có quan hệ lao động thuộc đối tượng mà giao kết hợp đồng lao động, hoặc đồng làm việc. Hợp đồng lao động là đối với khu vực ngoài nhà nước, hợp đồng làm việc là đối với các khu vực sự nghiệp của nhà nước. Thì do vậy nếu chúng ta thực hiện cái giao kết này thì chúng ta sẽ rơi vào thuộc đối tượng bắt buộc tham gia thất nghiệp. Và đã tham gia thì chúng ta có cái trách nhiệm cũng như là quyền và lợi ích hợp pháp khi mà chúng ta đủ các điều kiện để chúng ta được hưởng các cái chế độ từ chính sách này. Đối với cả trường hợp là cũng tự do như xe ôm, bán ve chai, ve số cũng như vậy thôi. Tất cả những công việc tự do không có thiết lập với quan hệ lao động thì chúng ta không chưa được cái bảo hiểm thất nghiệp bao phủ. Cũng có một số ý kiến mà khi xây dựng cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo luật trước đây chúng ta quy định lần đầu tiên là chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định trong luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và thực hiện từ viện ở Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2009. Sau đó chúng ta chuyển quy định và tại luật việc làm vào năm 2013 và thực hiện từ mùng 1 tháng 1 năm 2015 thì cũng đặt ra vấn đề là bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện. Tuy nhiên thì qua cái thực tế tôi nghiên cứu các quốc gia trên thế giới, nó khoảng độ hiện nay là cái tại thời điểm mà xây dựng luật việc làm năm 2012-13 thì lúc đó thì khoảng độ gần 80 quốc gia trên thế giới đã thực hiện cái chính sách bảo hiểm việc làm hoặc là bảo hiểm thất nghiệp. Có những nước mà đã thực hiện cái chính sách này từ gần 100 năm trước đây thì gần như là không có một quốc gia nào thực hiện cái bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện. Bởi vì là bảo thất nghiệp tự nguyện tức là một phía mà đã tự nguyện thì nay tôi có thu nhập thì chúng tham gia và ngày mai tôi báo là hết thu nhập thì chúng ta được hưởng, thì cái đấy nó cũng trên dựa trên cái công việc đấy là hoàn toàn ở cái phía chủ quan và chủ động của người lao động. Do vậy là cái việc là đã là bắt buộc là phải dựa trên quan hệ, và nó rủi ro khi mà cái quan hệ đấy không phải do cái bản thân mình chủ động, thì đấy là cái ý nghĩa của chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Và hiện nay thì chúng ta cũng chỉ dừng lại ở vấn đề nghiên cứu, là xem xét. Có một số đại biểu đặt vấn đề ra là Quốc hội đặt ra là chúng ta xem xét nới rộng đến cái việc mà mở rộng cái phạm vi bao phủ của chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với cả cái khu vực lao động phi chính thức, tức là khu vực mà không có quan hệ lao động. Tuy nhiên chúng ta cũng chưa có một cái cơ sở nào chúng ta để chúng ta khuyến nghị thực hiện trong thời gian tới. Còn tất nhiên khi chúng ta sửa đổi chính sách nó sẽ đặt lại cái vấn đề này. Nhưng chúng ta để chúng ta mà mở rộng đối với đối tượng mà không có quan hệ lao động thì chúng ta phải kiểm soát trên cơ sở thu nhập. Bởi vì cái đấy thì là một cái bài toán trong tương lai. Nhưng còn hiện nay chúng ta vẫn là chưa thể thực hiện được. Một cái điểm chia sẻ nữa các anh chị và các bạn thì trong luật bảo hiểm, tức là luật an toàn vệ sinh động, cũng đã đặt ra vấn đề là bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp là có một loại hình là tự nguyện, và hiện nay chúng ta chưa triển khai được bởi vì đã là trên cơ sở tự nguyện, mà tự nguyện tham gia và tự nguyện hưởng thì cũng là một cơ chế là chúng ta chưa thể kiểm soát được, thì đấy nó rất khó trong chúng ta mà khi xây dựng một chính sách mà tự nguyện mà chúng ta không kiểm soát được, thì đấy là hiện nay chúng ta dừng lại ở bước là chúng ta nghiên cứu, và trong tương lai chúng ta sẽ có một cái tiếp tục đặt ra và bàn để chúng ta nếu có khả thi chúng ta sẽ mở rộng. Đấy là chúng ta sẽ bàn cho thời tới. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn.
nó tóm lại là bảo hiểm là phải tự nguyện, tình yêu phải tự nguyện mà, không có thể phải từ tương tác từ hai phía. Em xin cảm ơn đồng chí Trần Tuấn Tú. Sau đây mời MC ạ. Phần 3. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bạn và doanh nghiệp được lợi gì? Theo Điều 42 Luật Việc làm năm 2013 đặt ra 4 chế độ quyền lợi cho người tham gia, bao gồm cả người lao động và người sử dụng lao động, đó là trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Quyền lợi sẽ được dành cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trong khi đó người sử dụng lao động tham gia loại hình bảo hiểm này sẽ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Ngoài trợ cấp thất nghiệp, mục tiêu đặt ra của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là sớm đưa người lao động tái hòa nhập thị trường lao động bằng cách giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề. Đây là một chính sách cần thiết để người thất nghiệp sớm quay trở lại với thị trường lao động. Trung tâm dịch vụ việc làm cũng dựa theo dõi, thông báo tìm kiếm việc làm của người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nhờ đó đã tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm mới. Giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm, không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1 tháng 10 năm 2021. Giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nội Trẻ với hoạt động chính là xây dựng và may mặc. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Những năm qua, công ty tôi luôn thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ của mình. Khi người lao động đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, công ty đã tiến hành một loạt các thủ tục để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Chế độ quan trọng hỗ trợ san sẻ gánh nặng chi phí cho người lao động trong khoảng thời gian chờ tìm kiếm công việc mới. Do đó, khi người lao động phải ngừng hợp đồng lao động, công ty chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hoặc tham gia các khóa hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Số doanh nghiệp thành lập mới tháng 11 tăng gần 45% so với tháng 10, với số vốn đăng ký và số lao động cùng tăng trên 30%. Theo Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 11, cả nước có 11.902 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 149.900 tỷ đồng và 76.600 lao động. So với tháng trước, số doanh nghiệp lập mới tăng lên 44,6%, vốn đăng ký tăng 38%, còn số lao động tăng hơn 30%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2020, cả 3 chỉ tiêu này cùng giảm. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng cũng giảm 42% so với cùng kỳ, chỉ đạt 12,6 tỷ đồng. Tính chung 11 tháng, cả nước có 105.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1,4 triệu tỷ đồng, giảm 15% về số doanh nghiệp và giảm 22,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 2,2 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 38.800 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng đạt gần 3,7 triệu tỷ đồng, giảm 26% cùng kỳ. Bên cạnh đó, thị trường còn ghi nhận 40.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên đến 146.100. Dù vậy, con số này vẫn giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường cũng gia tăng. Tháng 11, cả nước có 3.523 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, kinh doanh có thời hạn, tăng 0,9% so với tháng trước.
Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục và hoàn tất thủ tục giải thể cùng tăng trên 50% so với tháng 10. Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 52.100 doanh nghiệp, tăng 17,3% so với kỳ năm trước. Bình quân một tháng, cả nước ghi nhận 13.300 doanh nghiệp tham gia, nhưng có gần 9.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Càng ngày càng nhiều người trẻ mạnh dạn đứng ra đảm đương chức vụ lãnh đạo công ty táo bạo và quyết đoán trên con đường lập nghiệp, đem lại những thành công rất sớm. Đặc điểm của các CEO trẻ là kinh doanh giỏi, am hiểu pháp luật, biết đặt lợi ích của người lao động, cũng như việc tìm kiếm giá trị lợi nhuận. Với họ, ngoài tiền, còn là khát vọng phụng sự cộng đồng, dấn thân và hy sinh cho nhiệm vụ chung, cao cả và lớn lao. Phần 4. Hiểu cơ bản về bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp. Căn cứ theo quy định tại khoản 4, điều 3 Luật Việc Làm năm 2014, thì bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, không phải trường hợp thất nghiệp nào cũng được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động sau không được trợ cấp thất nghiệp. Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái phép luật. Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Ngoài ra, người lao động nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây cũng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù. Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Trợ cấp thất nghiệp, mức trợ cấp hàng tháng bằng 60% mức lương bình quân. Tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kế trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tính theo thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, tối đa không quá 12 tháng. Hỗ trợ học nghề miễn phí và tổng thời gian được hỗ trợ tối đa không quá 6 tháng. Mức hỗ trợ học nghề bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện. Hỗ trợ tìm việc làm. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được tổ chức bảo hiểm thất nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Thời gian được hỗ trợ tìm việc làm không quá tổng thời gian mà người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bảo hiểm y tế. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Các trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Không thông báo hàng tháng với tổ chức bảo hiểm thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm. Không chấp nhận việc làm hoặc không tham gia khóa học nghề phù hợp khi tổ chức bảo hiểm thất nghiệp giới thiệu. Bị tạm giam. Bảo hiểm thất nghiệp đã đi vào cuộc sống có những cái hiệu quả rất tốt. Thông qua chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các cơ quan thực hiện chính sách tăng cường cái việc thông tin tuyên truyền cho người lao động về và doanh nghiệp để nắm được những cái điều cơ bản của chính sách. Có thể nói rằng là trong với hơn 10 năm qua, Cục Việc Làm cũng như là ngành lao động thương binh xã hội đã làm rất là tốt công tác thông tin tuyên truyền. Nhưng mà với cái quy mô của thị trường lao động cũng như là số lượng doanh nghiệp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp rất là lớn, có thể nói rằng là không hẳn là tất cả mọi người lao động đều đón nhận và hiểu biết rõ về những cái quy định của bảo hiểm thất nghiệp. Có thể nói là đặc biệt là một số những cái doanh nghiệp nhỏ hoặc những cái đơn vị sử dụng lao động như các hộ kinh doanh, gia đình thì có thể nói là những cái nội dung cơ bản về bảo hiểm thất nghiệp qua quan sát chúng tôi thấy rằng cũng có phần nào các người sử dụng lao động và người lao động cũng chưa hẳn là nắm được 100% các cái quy định của chế độ chính sách. Nhưng trong cái nhiệm vụ được giao, quá trình tiếp nhận giải quyết bảo hiểm thất nghiệp thì tất cả những người lao động và doanh nghiệp đến với trung tâm dịch vụ việc làm của tôi đều được tư vấn, hỗ trợ, thông tin tuyên truyền để làm sao họ hiểu lắm
được tốt chính sách để mà thực hiện cái hưởng cái quyền lợi của mình. Để mà làm tốt cái nội dung này thì cần phải tăng cường cái việc thông tin tuyên truyền, đặc biệt là những đối với những người lao động trẻ, có thể nói rằng đây là cái lực lượng lao động nhanh nhạy và có cái trình độ công nghệ thông tin rất là tốt. Thì tôi cho rằng là ngoài cái vấn đề tăng cường thì cũng phải mở rộng các cái kênh, tận dụng các kênh thông tin, sử dụng các cái công nghệ như là internet, mạng xã hội để làm sao đưa cái thông tin chính sách đến với nhiều người lao động nhất. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, chúng ta vừa được theo dõi phóng sự ngắn về bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp do báo Tuổi Trẻ Thủ Đô thực hiện. Để hiểu rõ hơn và để trả lời rõ thêm về những hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, ai sẽ được hỗ trợ, mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ, về vấn đề bạn hỏi tôi có thể chia sẻ như sau. Về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp là được quy định tại điều 57 của Luật Việc làm năm 2013 và quy định mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau. Người lao động là đóng 1% tiền lương tháng. Về người sử dụng lao động là đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia tại cái doanh nghiệp của mình. Trong đó, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với mức lương đóng tối đa như sau, người lao động theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định là mức lương đóng tối đa là bằng 20 tháng lương cơ sở. Và người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức lương đóng tối đa là bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng. Và tôi cũng xin cung cấp thêm một cái thông tin là ngày 24 tháng 9 năm 2021 là Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 116 quy định về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thì trong cái nghị quyết này cũng quy định là giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động là từ 1% xuống còn 0% trong cái thời gian là từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Xin cung cấp một số thông tin như vậy cho bạn. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng cặn kẽ của ông. Và xin ông hãy cho biết thêm về điều kiện để được hỗ trợ học nghề như thế nào và mức hỗ trợ học nghề theo quy định mới ở thời điểm hiện tại là như thế nào ạ? Về câu hỏi của bạn thì tôi cũng xin trả lời. Thứ nhất là về điều kiện để được hỗ trợ học nghề thì căn cứ theo điều 55 của Luật Việc làm năm 2013, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau. Một là đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Hai là đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thứ ba là chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Trong đó là trừ các trường hợp cụ thể, đó là thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng,
hoặc là chết. Và cái thứ tư là đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Còn về mức hưởng hỗ trợ học nghề theo quy định hiện tại thì ngày 31 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 17. Trong đó quy định là mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau: là nếu người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng thì mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa là 4,5 triệu đồng trên một người trên một khóa đào tạo. Và nếu người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng thì mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế, nhưng là tối đa là 1,5 triệu đồng trên một người trên một tháng. Đấy là một số thông tin liên quan đến câu hỏi của bạn. Tôi xin chia sẻ. Và xin cảm ơn đồng chí. Một câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Nguyễn Thanh Mai, cũng muốn hỏi đồng chí là điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất là như thế nào, thưa ông? Về cái câu hỏi của bạn Mai thì điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là theo quy định tại điều 49 của luật việc làm năm 2013 thì nó gồm: nhất là chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trong đó là trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc trái luật hoặc hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Điều thứ hai, nội dung thứ hai là đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với các trường hợp là hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn, hoặc là đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng cho đến dưới 12 tháng. Điều kiện tiếp theo là đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong đó là trừ các trường hợp là như là thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc là chết mất tích. Đấy là những cái nội dung theo cái điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành. Cảm ơn đồng chí Tạ Văn Thảo. Thưa tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta tại đầu cầu Hà Nội rồi thì chúng ta rất là vui mừng đón đồng chí Lý Thị Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn tham dự và trực tiếp cái buổi hội thảo ngày hôm nay, và chắc chắn những cái câu hỏi của các bạn đoàn viên thanh niên liên quan đến các cái chính sách, các cái định hướng và cái sự phối hợp của đoàn viên thành phố với lại các sở ngành thành phố Hà Nội, để các bạn có những cái câu hỏi đối với đồng chí Lý Duy Xuân. Sau đây xin mời các bạn tại hội trường, các bạn nào có ý kiến với đồng chí Phó Bí thư ạ? Và xin mời bạn. Tôi là anh Tuấn, tôi xin phép gửi đến đồng chí Lý Duy Xuân hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, tổ chức đoàn đã đồng hành cùng thanh niên như nào trong việc tuyên truyền các bạn trẻ về quy định pháp luật nói chung và bảo hiểm xã hội nói riêng, trong đó có bảo hiểm thất nghiệp? Và câu hỏi thứ hai, hiện có rất nhiều bạn trẻ đi làm để trang trải cuộc sống của bản thân và gia đình, đó là lý do khó khăn trong việc tuyên truyền các chính sách đến với đoàn viên thanh niên. Và câu hỏi là xin đồng chí chia sẻ kinh nghiệm tổ chức đoàn, nhất là đoàn cơ sở phải làm gì và làm như thế nào để đem được các chính sách nói chung và đến bảo hiểm xã hội nói riêng đến với các bạn thanh niên một cách hiệu quả. Xin hết ạ, xin cảm ơn ạ.
Xin mời đồng chí Lý Xuân ạ. Vâng. Cảm ơn đồng chí cán bộ đoàn tham dự hội nghị. Thì với cái câu hỏi vừa rồi ấy, thì tôi cũng xin được có một số cái trao đổi chia sẻ như này. Thực ra hôm nay là báo Tuổi Trẻ Thủ Đô tổ chức các hoạt động về hội thảo tuyên truyền về bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm thất nghiệp thì rất là ý nghĩa và thiết thực trong cái bối cảnh dịch Covid hiện nay. Và bởi vì là như bên Sở Lao động Thành phố thì năm ngoái có một cái số liệu là cuối năm 2020 thì có hơn 100.000 lao động mất việc làm. Đấy. Trong đó thì có được đến mà chúng ta biết là lao động đang trong làm việc, đang trong độ tuổi làm việc thì đa phần đến 80-90% là thanh niên. Đấy. Nên nghị quyết của chính phủ hay là luật đưa ra thì thực sự là rất thiết thực, phù hợp trong bối cảnh này. Và chúng ta đều thấy rằng tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng giúp cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là lao động trẻ mà thất nghiệp thì có một cái chỗ dựa, gọi là một cái điểm lùi vững chắc nếu như mà trong trường hợp mà cái rủi ro trong việc làm nó xảy ra. Đấy, thì vừa rồi các chuyên gia của Trung tâm Việc làm Hà Nội hay là bên Bộ thì cũng đã chia sẻ về một số cái nội dung mà quan trọng mà của bảo hiểm thất nghiệp mà hỗ trợ cho lao động trẻ, trong đó là như là được hỗ trợ về kinh phí hay được tư vấn miễn phí về việc làm, rồi hay là thứ ba là được giới thiệu việc làm cũng miễn phí, và đặc biệt một cái ý thứ tư quan trọng đó là được hỗ trợ đào tạo nghề cho một cái nghề mới. Cái đó là những cái mà thấy đó là cái rất là tích cực mà hỗ trợ được cho đối tượng lao động trẻ trong cái trường hợp mà bị thất nghiệp. Thì đối với đoàn viên, đối với Thành đoàn Hà Nội ấy, thì chúng tôi cũng xác định đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng, và cũng đã có những cái bước tuyên truyền triển khai rộng rãi đến đoàn viên thanh niên thủ đô. Thì như câu hỏi thì các bạn có hỏi một câu là Thành đoàn Hà Nội cũng như các cấp bộ đoàn đã tuyên truyền như thế nào. Câu thứ hai là chia sẻ một số kinh nghiệm để làm sao mà chính sách nó đến với lại thực sự đoàn viên thanh niên, đúng không? Hai câu. Thì những cái câu này tôi xin được chia sẻ một số ý. Có hai việc thôi. Một là hoạt động tuyên truyền của đoàn. Đấy. Hai là cái hoạt động của đoàn mà để thu hút. Từ thu hút được rồi là tuyên truyền. Cái cuối cùng vẫn là tuyên truyền. Đúng không? Thế nên là về cái tuyên truyền thì chúng ta sẽ có hai hình thức. Một là hình thức tuyên truyền rộng rãi trên không gian mạng, trên báo chí truyền hình. Đấy. Thì về cái nội dung này thì thưa đồng chí, thì đối với Thành đoàn Hà Nội thì hiện nay có 110 cơ sở đoàn, trong đó 30 quận huyện, thị xã, 59 trường đại học, học viện, cao đẳng, và đặc biệt là trong đó có 21 đơn vị là khối công nhân viên chức, là các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty. Đấy. Thì đây là doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên với cái đại dịch này thì doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều tác động hết, đều ảnh hưởng hết. Thế nên là chúng tôi thì cũng đã có những cái triển khai cũng rất là hiệu quả. Thứ nhất là Thành đoàn Hà Nội chúng tôi hiện nay là đã thành lập được một cái mạng lưới về hệ thống fanpage. Fanpage mà từ thành phố, từ thành đoàn đến tất cả các xã phường thị trấn. Mà hiện nay là đã thành lập được, mà chính trong năm 2021 thành lập được 579 cái fanpage mà tôi yêu các xã đấy ạ. Đấy, cái nội dung này thì là Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng với công an thành phố vừa để tuyên truyền, nắm bắt định hướng dư luận cũng như là để triển khai các cái nhiệm vụ chính trị. Thế nên đây là một cái kênh truyền thông lan tỏa rất nhanh đến đoàn viên thanh niên. Đấy. Thứ hai là Thành đoàn Hà Nội thì chúng tôi cũng có một cái fanpage của Thành đoàn Hà Nội, website Thành đoàn Hà Nội, mà chúng ta biết là với thủ đô thì được cả nước quan tâm. Thế nên là fanpage thì cũng được số lượng quan tâm rất lớn và được các tỉnh thành bạn cũng theo dõi và học tập rất là nhiều các mô hình hoạt động. Và đặc biệt là Thành đoàn Hà Nội thì có đơn vị chủ lực là báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Đấy, chính là đơn vị đăng cai tổ chức hoạt động này. Đấy, thì tuyên truyền rất đa dạng, đa chiều, phong phú về cái hoạt động này. Đấy, thông qua cả báo giấy, cả báo điện tử. Mà vừa rồi báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cũng đã tham gia ký kết với một số cái chương trình rất là lớn với Trung ương. Đấy, về các cái hệ thống báo của thanh niên. Đấy, thì ngoài ra thì chúng tôi cũng có
truyền thông tuyên truyền trên một cái kênh bản tin sức trẻ trên đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào lúc 18 giờ hàng tuần vào ngày thứ bảy. Thì đây là những cái kênh mà chúng tôi tổ chức truyền thông tuyên truyền toàn bộ sâu rộng trong đoàn. Thì với cái nội dung bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi cũng truyền thông thông qua các kênh này để tuyên truyền sâu rộng cho tới đoàn viên thanh niên và nhân dân thủ đô. Còn cái nội dung nữa là chúng tôi cũng thông qua một cái kênh này là quan trọng, tuy nhiên thì việc thực hiện được thì cũng không phải lúc nào cũng thực hiện hiệu quả, đó là việc sinh hoạt chi đoàn. Sinh hoạt chi đoàn thì hiện nay chúng ta biết là với thủ đô thành đoàn Hà Nội là có gần khoảng 27.000 chi đoàn. Nếu mà 27.000 chi đoàn này mà thực hiện hiệu quả một tháng một lần và sinh hoạt thì sự lan tỏa rất lớn. Tuy nhiên thì một là trên địa bàn dân cư hay là trên một số cái khu vực đặc thù cũng không phải thường xuyên liên tục. Tuy nhiên việc hiện nay thì công nghệ mạng xã hội hay Zalo thì các bạn cũng đã có những cái thường xuyên liên kết để trao đổi chia sẻ, thì cũng là một cái kênh truyền thông tuyên truyền hiệu quả. Và từ những cái nội dung này thì chúng tôi cũng mong muốn là mỗi một bạn đoàn viên thanh niên, đặc biệt là cán bộ đoàn, sẽ là những tuyên truyền viên tích cực ở trên địa bàn của mình, khi mà nắm bắt cái dư luận và cũng như nắm bắt được các thanh niên thất nghiệp hay thanh niên lao động nhập cư ở các tỉnh mà đến Hà Nội mà thất nghiệp, thì chúng ta cũng tuyên truyền vận động và thông tin để cho các thanh niên thất nghiệp này biết được các cái chủ trương chính sách của bảo hiểm để được hỗ trợ và được tham gia cái bảo hiểm này. Đấy, ngoài ra thì đấy là một số cái hoạt động về truyền thông tuyên truyền là như vậy. Còn một số ý kiến thêm là cái việc mà chia sẻ một số kinh nghiệm để lan tỏa cái hoạt động này đến trực tiếp với đoàn viên thanh niên ấy, thì chúng tôi thông qua hoạt động đoàn. Đấy. Thì hiện nay đối với tổ chức đoàn thì phong trào đoàn chúng ta đều biết là có 4 phong trào, 3 chương trình đồng hành. Thì trong cái chương trình đồng hành thì có một cái chương trình đồng hành cùng với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học. Và chương trình thứ hai là đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp và khởi nghiệp. Thì đây là những cái hoạt động mà chúng ta đồng hành cùng thanh niên. Và cái nội dung này thì chúng tôi cũng tổ chức rất là nhiều các cái hoạt động mà đặc biệt là trong thanh niên công nhân và lao động trẻ. Thì hiện nay thì chúng tôi đang tổ chức và các cấp bộ đoàn ấy, như vừa rồi tôi nói ban đầu là chúng ta quan trọng trước là thu hút được trước, sau đó mới tuyên truyền. Thì chúng ta quan tâm tổ chức các hoạt động đồng hành cùng với lại thanh niên công nhân và lao động trẻ trên địa bàn, gắn với các hoạt động an sinh xã hội, động viên, thăm hỏi, tặng quà mà nhân với cái dịp như chuẩn bị Tết Nguyên Đán, như tháng công nhân hay trong cái dịp mà giãn cách, thì chúng ta quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cho thanh niên lao động trẻ trên địa bàn của chúng ta mà cũng không trở về quê đấy. Cái thứ hai là đối với tổ chức đoàn thì sang năm là năm đại hội đoàn các cấp, nên cái việc mà cấp ủy quan tâm đến đoàn thì cũng rất là lớn, nên đề nghị là có thể chúng ta sẽ tổ chức cái hoạt động mà đối thoại giữa đảng với lại thanh niên, mà đặc biệt là đối tượng trong doanh nghiệp ấy. Đúng không ạ? Sang năm đại đoàn các cấp thì chúng ta tổ chức các hoạt động đối thoại đảng với thanh niên mà trong các doanh nghiệp, để từ đó thì thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp được thể hiện cái tiếng nói, cái nguyện vọng. Và bên cạnh đó thì hiện nay thì các cấp bộ đoàn, đặc biệt là 30 quận huyện thì vẫn có tổ chức các cái mô hình hoạt động câu lạc bộ như câu lạc bộ KT3, câu lạc bộ thanh niên công nhân nhà trọ. Thì đây là những câu lạc bộ KT3, chúng ta hiểu là thanh niên lao động nhập cư, không phải là thuộc Hà Nội mà họ từ tỉnh khác về Hà Nội nhưng ở trọ trên địa bàn. Đấy. Thì đây thành đoàn Hà Nội cũng đã triển khai cái thực hiện cái mô hình câu lạc bộ KT3 này trong một vài năm trước và nhiều đơn vị vẫn đang làm được. Câu lạc bộ này là hỗ trợ về thông tin, về an ninh, về đời sống. Đấy. Và đảm bảo cho họ tham gia các hoạt động trên địa bàn. Đấy. Thì đây là những cái hoạt động mà rất ý nghĩa thiết thực. Thì thông qua các câu lạc bộ này thì chúng ta cũng tuyên truyền về cái việc tham gia cho thanh niên công nhân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Và một cái nội dung này nữa thì đó là cái việc hỗ trợ vay vốn cho thanh niên. Thì với thanh niên mà thất nghiệp và nhận bảo hiểm thì chắc chắn là cũng phải cần
được học nghề này, mà trong cái 4 cái tiêu chí mà của bảo hiểm thất nghiệp là được học nghề. Vậy học nghề xong thì đi thực hiện nghề, và nếu có tay nghề tốt thì có thể là chủ động để mở thêm các cái chủ động mình làm chủ. Nếu mà mình mong muốn thì cái việc mà hỗ trợ vay vốn từ cái nguồn ngân hàng chính sách cho thanh niên, cho đoàn viên thanh niên mà được đoàn xã hay đoàn quận huyện mà bảo trợ ấy, thì là sẽ được hỗ trợ vay vốn. Thì trong cái việc đó hỗ trợ vay vốn đây thì nếu như là cơ sở sản xuất kinh doanh thì được hỗ trợ vay vốn đến mức đến tối đa 1 tỷ cơ. Còn nếu mà cá nhân đoàn viên thanh niên mà tham gia xin vay vốn thì được tối đa 50 triệu. Đấy. Thì đấy là những cái mức mà ngân hàng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên thanh niên lao động trẻ. Thì chúng ta biết được cái thông tin này để chúng ta làm sao mà giúp cho đoàn viên thanh niên được tiếp cận các cái nguồn vốn vay, làm sao hỗ trợ tốt nhất, đúng không ạ? Thế nên là cái việc mà giải quyết việc làm, hỗ trợ thanh niên công nhân trong việc thất nghiệp thì đây là những việc mà chúng ta làm được ấy, thì không những là giúp trực tiếp cho công nhân, cho thanh niên được công việc làm, mà chúng ta giải quyết cái việc quan trọng hơn cả, đó là một cái nhiệm vụ chính trị của thành phố, việc an sinh xã hội cũng như an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta làm được việc này thì một mũi tên trúng nhiều đích, mà thể hiện được cái vai trò của tổ chức đoàn các cấp trong hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên thanh niên là lao động trẻ. Thì đấy là một số cái nội dung hôm nay hội thảo thì tôi cũng xin được chia sẻ về cái chủ trương của đoàn thanh niên thành phố và các cấp bộ đoàn trong việc mà tuyên truyền vận động và hỗ trợ cho thanh niên lao động trẻ mà tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Xin hết ạ. Và xin cảm ơn đồng chí Lý Duy Xuân. Chắc chắn là các bạn đoàn viên thanh niên của thủ đô chúng ta vẫn còn có những cái câu hỏi tiếp theo gửi tới anh đồng chí Lý Duy Xuân trong cái chương trình tiếp theo. Xin mời bạn. Xin thưa đồng chí, sau đây tôi xin phép được gửi câu hỏi tới đồng chí Lý Duy Xuân. Như vừa rồi đồng chí Xuân có đề cập đến năm sau là năm đại hội đoàn các cấp, thì là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đoàn thanh niên đó là tìm kiếm việc làm cho thanh niên và đảm bảo thanh niên được hưởng đầy đủ các chính sách của nhà nước, trong đó có bảo hiểm. Thì không biết là nội dung này là đã được đưa vào dự thảo của đại hội đoàn nhiệm kỳ tới của thành phố chưa? Xin cảm ơn đồng chí ạ. Rồi, cảm ơn bạn một câu hỏi rất là hay. Mà bạn mà không hỏi thì đúng là chúng tôi chắc chắn là cũng sẽ đưa nội dung này vào. Vì đây là như vừa rồi cái câu kết mà tôi nói, đó là cái việc mà nếu tổ chức đoàn nó làm được ấy, thì là một mũi tên trúng nhiều đích ấy. Đúng không ạ? Không những là giải quyết được hỗ trợ việc làm trực tiếp cho cá nhân của đoàn viên thanh niên, mà giải quyết được cả câu chuyện an sinh xã hội và trật tự an ninh trên địa bàn thành phố. Do vậy mà đây là một nhiệm vụ, có thể nói là nhiệm vụ chính trị của đoàn. Và đây là một cái chỉ tiêu mà chúng tôi đại hội năm sau, chúng tôi đang xây dựng báo cáo chính trị và các phương hướng chỉ tiêu nhiệm kỳ sau. Thì đây là sẽ là một cái chỉ tiêu mà cũng phải cảm ơn bạn, vì khi đã đưa ra một cái ý đó, chúng tôi sẽ đưa vào cái chỉ tiêu của đại hội đoàn thành phố. Và đã đưa vào chỉ tiêu của đại hội đoàn thành phố thì tức là các cấp bộ đoàn cùng đưa vào chỉ tiêu cái này vào, đúng không ạ? Nên đồng chí của quận Hoàn Kiếm thì cũng phải đưa cái chỉ tiêu này vào trong thời gian tới, việc hỗ trợ cho đối tượng thanh niên lao động trẻ mà thất nghiệp. Đấy, thì nội dung này cũng rất là thiết thực, nên rất là cảm ơn bạn đã đưa cái nội dung này vào. Và không những vậy thì chúng tôi còn đưa nội dung này vào để gắn làm cái tiêu chí để đánh giá công tác đoàn hàng năm, trong nhất là trong cái bối cảnh dịch Covid. Đấy, thì xin được chia sẻ một ý như vậy, xin hết ạ. Cảm ơn đồng chí Lý Xuân. Chắc chắn là các bạn là đoàn viên của Hoàng Kiếm hay Đông Anh, chắc chắn các bạn phải đóng góp vào cái dự thảo, vào cái chương trình của nhiệm kỳ 2022-2027. Chắc chắn các bạn phải tham gia đóng góp. Và các cái ý kiến đóng góp của các bạn thì nó rất là thiết thực cho toàn thể hệ thống của chúng ta, các cơ sở đoàn, chứ không phải là riêng đối với Hoàn Kiếm. Thế thì thưa các đồng chí, trong cái tình hình dịch bệnh vừa qua ấy, thì có lẽ là thành phố Hồ Chí Minh là nặng nề nhất, với cái tỷ lệ người mất vì mắc Covid quá lớn, số lượng người là lao động, đặc biệt là người trẻ, thất nghiệp quá nhiều. Đối với Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay thì theo cái báo cáo thống kê thì năm 2020 Thành phố Hồ Chí Minh đã có khoảng 23.199 doanh nghiệp. Hiện nay 23.000, mà hiện nay thì còn khoảng có
1.790 hoạt động. Thì cái tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ mất việc làm là quá lớn. Thế mà không tham gia tương tác hai chiều với bảo hiểm thất nghiệp thì là chết rồi. Thế sau đây có lẽ là mời một bạn tại thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Mời thành phố Hồ Chí Minh nghe đó không ạ? Dạ có ạ. Vâng, mời đồng chí. Dạ, vâng. Xin chào ban tổ chức, chào các chuyên gia. Thì tôi đại diện cho các bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến hội thảo hôm nay. Cụ thể đó là ông Trần Tuấn Tú, trưởng phòng bảo hiểm thất nghiệp cục việc làm Bộ Lao động Thương xã hội hai khổ như sau. Ông chia sẻ giúp. Thứ nhất, đó là tôi là người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Để qua đợt dịch vừa rồi, tôi thất nghiệp gần nửa năm. Đến giờ tôi mới đi làm lại email tầng nhà. Thì cho tôi hỏi là muốn đóng bảo hiểm thất nghiệp tự công và liên hệ với ai? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, tôi 22 tuổi, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau dịch tôi mới thuê cửa hàng tầng nhà để mở cửa hàng trà sữa và bánh trái cây. Thì hiện tại cửa hàng của tôi thì có 3 nhân công, trong đó có tôi làm thì vậy tôi hỏi các nhân sự ở tiệm trái cây của tôi có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không và tôi sẽ gặp ai để làm các thủ tục này? Rất trân trọng. Cảm ơn câu hỏi của một bạn đại diện cho khu vực Việt Nam, và đặc biệt là như đồng chí tổng biên tập nói là thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid vừa qua. Một lần đầu tiên chia sẻ với cả bạn đối với cả những cái vất vả vừa qua của cá nhân cũng như là cái tập thể của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Đối với câu hỏi của bạn đặt ra là một trường hợp thứ nhất là tức là đã thất nghiệp một nửa năm sau đó đi làm lại, thì hiện nay là muốn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì liên hệ với ai? Thì cái này thì trong cái quy định về hiện nay là ví dụ trong luật việc làm quy định về cái chính sách bảo thất nghiệp, nghị định 28 năm 2015 của chính phủ, thông tư số 28 năm 2015 của Bộ Lao động Thương Xã Hội thì đã quy định rất rõ đối với cái việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp là tham gia là người sử dụng lao động là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết cái hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người lao động, thì người sử dụng đó phải làm thủ tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng như là bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mà đơn vị sử dụng lao động đóng cái trụ sở. Thì do vậy là nếu trong trường hợp mà bạn đi làm, mới đi làm, thì cái trách nhiệm của nếu mà bạn là người lao động thì người sử dụng lao động tức là cái đơn vị mà bạn làm việc họ sẽ có trách nhiệm là phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho bạn cũng như là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nếu chúng ta thuộc đối tượng là giao kết hợp đồng lao động và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay là bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc là bảo hiểm y tế theo quy định. Đấy là trách nhiệm của người sử dụng lao động. Thế còn liên quan đến cái việc mà nội dung thứ hai là trường hợp là ví dụ như là bạn mở cửa hàng để bán trà sữa và trong đó là có ba, ngoài bạn ra thì cũng có 2-3 nhân công, thì trên cơ sở là đối với cái quan hệ lao động hiện nay cho pháp luật lao động quy định là Bộ Luật Lao Động năm 2021 nó hiệu lực từ 2021 đã quy định rồi. Tất cả những quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động mà phát sinh các cái nội dung liên quan đến trả lương, liên quan đến việc làm, trả lương, địa điểm làm việc và các cái trách nhiệm giữa hai bên trong cái quan hệ này thì đó là được xác lập là quan hệ lao động. Và đã xác lập quan hệ lao động thì chúng ta phải trên cơ sở chúng ta phải xây dựng trên một cái văn bản thỏa thuận, là văn bản giấy để thỏa thuận cái quan hệ quyền trách nhiệm giữa hai bên. Là trước đây còn có quy định là quan hệ lao động bằng lời nói, tất nhiên cái lời nói chúng ta rất khi mà xảy ra tranh chấp thì nó rất khó xác định cái cơ sở pháp lý để chúng ta xác định quyền và lợi ích giữa hai bên, trách nhiệm giữa hai bên. Do vậy là chúng ta nếu chúng ta mở cái cửa hàng bán trà sữa mà chúng ta thuê người lao động để làm việc chúng ta và chúng ta có trả lương thì đó là quan hệ lao động, thì chúng ta phải ký hợp đồng lao động. Cái thời gian của hợp đồng lao động đó do hai bên thỏa thuận, và nếu cái hợp đồng lao động đó hai bên ký với nhau và có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Mà lúc đó người sử dụng lao động là bạn, là người chủ,
và bản thân những người làm thuê cho bạn là sẽ phải có trách nhiệm đóng cái tỷ lệ theo tiền lương là bảo thất nghiệp là 1%, người lao động 1% và người sử dụng lao động 1%. Và hiện nay thì cái 1% đấy thì theo cái nghị quyết 03 của năm 2020 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà khóa 15, nghị quyết 116 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về thực hiện cái nghị quyết 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như quyết định 28 năm 2021 ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định thì đối với những người mà đơn vị mà sử dụng lao động mà đã tham gia vào thất nghiệp trước thời điểm 1 tháng 10 năm 2021 thì sẽ được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp, tức là giảm cái phần trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến hết 30 tháng 9 năm 2022. Thì đấy là cái chính sách như vậy. Thế còn trên cơ sở mà chúng ta đã giao kết cái hợp đồng lao động và mà thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là từ có thời hạn từ 3 tháng trở lên hoặc là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 1 tháng trở lên đấy, thì chúng ta sẽ làm thủ tục tham gia. Bạn sẽ nếu mà đứng ở cái vai là người sử dụng lao động thì bạn sẽ phải liên hệ với bảo hiểm xã hội cấp huyện, tức là cấp gọi là quận huyện nơi mà cái cửa hàng của bạn hoạt động, thì để bạn có thể liên hệ để bảo hiểm xã hội họ sẽ hướng dẫn bạn về các cái kê khai để tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cả người lao động mà bạn tuyển dụng. Hiện nay thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đang thực hiện các giao dịch điện tử liên quan đến việc tham gia và đóng các cái khoản đóng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, thì các bạn có thể là liên hệ để có thể chúng ta có trong cái điều kiện mà dịch bệnh hiện nay chúng ta có thể không phải trực tiếp đến để chúng ta thực hiện cái việc mà tham gia, mà chúng ta có thể là thực hiện trên cái giao dịch trên cái môi trường mạng trên để chúng ta thực hiện được cái trách nhiệm và cũng như là sau này chúng ta hưởng cái quyền lợi của mình khi chúng ta thực hiện đúng cái phần trách nhiệm. Thế còn liên quan đến một nội dung nữa thì ngoài cái văn này thì nói rõ thêm là việc bạn tham gia thì đã là tham gia khi thủ đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì chúng ta phải tham gia đồng bộ các cái bảo hiểm khác, chứ không phải chúng ta chỉ tham gia một loại, bởi vì theo quy định là bảo hiểm thất nghiệp thì tham gia và đóng cùng thời điểm với tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đấy, thì khi bạn phát sinh cái quan hệ lao động mà thủ đối tượng tham gia thì bạn phải đóng đầy đủ các cái trách nhiệm và cái quy định về cái từng loại bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014, luật bảo hiểm thất nghiệp thì thực hiện theo luật việc làm 2013, bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp thì chúng ta thực hiện theo luật an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm y tế thì theo luật bảo hiểm y tế, thì chúng ta trên cơ sở đó thì với một chúng ta tham gia cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội và chúng ta đóng tập trung đóng tất cả cái phần trách nhiệm đó cho cũng chỉ cho một cơ quan bảo hiểm xã hội, nên chúng ta sẽ không phát sinh nhiều cái thủ tục hành chính. Như vậy là bạn căn cứ vào quy định như vậy thì bạn có thể là liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận huyện, cái cấp huyện mà nơi mà bạn làm việc hoặc là nơi bạn sản xuất kinh doanh, thì chúng ta thực hiện các cái thủ tục nghĩa vụ và cái trách nhiệm quyền lợi theo cái quy định hiện nay. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Có lẽ chương trình của chúng ta còn rất dài. Thế để mà xin phép hai chuyên gia, xin phép đồng chí Phó Bí thư, có lẽ chúng ta nghỉ giải lao 10 phút để cho các đồng chí ngồi đầu cầu chuẩn bị câu hỏi cho thật nhiều câu hỏi cho nó sâu sắc. Cảm ơn đồng chí. Mở hộ chị đấy. Này, chú biết.
chụp hết. Chụp chụp xong rồi là cho vào phần mềm dịch đi. Đến đâu đến đấy là tại sao là địa bàn của chị là rất nhiều khu công nghiệp và rất nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp đúng rồi và dịch đến thì chắc chắn là lên phía trước bao tuổi trẻ thủ đô dù ngàn xa lao tiếp bước trong tay xây nên cờ đồ thanh xuân mỗi chặng đường từng chặng bao tình yêu màu gươm cao bút vươn cao là ý chí ta nhà bao tự hào cho Hà Nội đẹp mãi ánh sao cùng bay trên ba đình rực rỡ những trái tim vô lực thăm đỏ chạy lên đi đàng lòng dân vô xa và tâm gian chiến đấu bao chỉ là ngọn lửa ước mơ làm vươn lên xây nền cuộc sống của thủ đô văn hiến ngàn đời là đẹp thay bao tuổi trẻ thủ đô hành trình vì ngày xây nên cờ đồ thanh xuân mỗi chặng đường từng chặng bao tình yêu hồ gươm thắp một vươn cao lấy chia ta nhà bao tự hào nghe trùng trùng nhịp bước tương lai thăng long ấy dang rộng cuồn gió bao chi đơn thắp lửa cách mạng đứng trên tuyến đầu dựng xây chỉ là ngọn lửa ước mơ.
phía trước, bao tuổi trẻ thủ đô, dù ngàn gian lao tiếp bước, chung tay xây nên cờ đồ. Thanh xuân môi trang đường, từng trang bao tình yêu, phố gươm thắp một vươn cao, lấy chế ta nhà báo tự hào. Nghe trùng trùng nhịp bước tương lai, thăng long đây giang rộng cuồn gió, bao chi đơn thắp lửa cách mạng, đứng trên tuyến đầu dựng xây. Hãy subscribe.
phía trước, bao tuổi trẻ thủ đô, dù ngàn gian lao tiếp bước, trong tay xây nên cờ đồ. Thanh xuân mỗi chặng đường, từng chặng bao tình yêu, một gươm cao bút vươn cao, là ý chí ta nhà bao tự hào. Cho Hà Nội đẹp mãi ánh sao, cùng bay trên ba đình rực rỡ, những trái tim vô lực thăm đỏ. Chạy lên đi đàng lòng dân, vô xa và tâm gian chiến đấu, bao chỉ là ngọn lửa ước mơ, làm vươn lên xây đẹp cuộc sống của thủ đô văn hiến ngàn đời, là đẹp thay bao tuổi trẻ thủ đô hành trình. Xây nên cờ đồ thanh xuân mỗi chặng đường, từng chặng bao tình yêu, hồ gươm thắp một vươn cao, lấy chia ta nhà bao tự hào. Nghe trùng trùng như bước tương lai, thăng long đây dang rộng cuồn gió, bao chi đơn thắp lửa cách mạng, đứng trên tuyến đầu dựng xây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xây nên cờ đồ. Thanh xuân môi trăng đường, từng trang báo tình yêu, phố gươm thơ bút vươn cao, lấy chế ta nhà báo tự hào. Nè, trùng trùng như bước tương lai, thăng long đây giang rộng cuồn gió, bao chi đơn thắp lửa cách mạng, đứng trên tuyến đầu dựng xây. Cuộc sống và nhanh chóng tìm được việc làm mới với những chính sách hỗ trợ thiết thực cho người lao động nhằm giảm bớt khó khăn, đặc biệt là các nhóm ngành có nhiều lao động bị hoãn việc, dừng việc và thu nhập giảm sút. Ngay sau đây xin kính mời quý vị đại biểu khách quý sẽ theo dõi trên màn hình phóng sự tiếp theo về điều kiện, mức hưởng, thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và minh chứng thực tế khi bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là trợ cấp mà còn là trao cơ hội mới về nghề nghiệp cho các lao động thanh niên. Phần 5. Bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện mức hưởng, thủ tục, nhanh gọn hay dườm già. Về điều kiện, các điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc Làm. Phần 5. Bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện mức hưởng, thủ tục, nhanh gọn hay dườm già. Về điều kiện, các điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc Làm 2013 bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi đã chấm dứt hợp đồng lao động. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc Làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học từ thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù. Ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng. Điều kiện được hưởng hỗ trợ học nghề. Căn cứ vào Điều 55, Luật Việc Làm năm 2013, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau. 1. Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng việc làm, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. 2. Đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc Làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 3. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ trừ các trường hợp. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Bốn, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cách tính trợ cấp thất nghiệp hiện nay như sau. Mức hưởng hàng tháng sẽ bằng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, từ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng. Thời điểm hưởng trợ cấp tính từ ngày 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Mức hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.
Theo Điều 54 của Luật Việc Làm, người lao động thất nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Mức hỗ trợ học nghề, theo quyết định số 17 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ của học nghề đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau. Người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa 4 đến 5 triệu đồng trên người, trên khóa đào tạo. Người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa 1,5 triệu đồng trên người, trên tháng. Về thủ tục, bao gồm hồ sơ người lao động cần chuẩn bị. Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 16, Nghị định số 28 năm 2015, bao gồm các giấy tờ sau. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau. Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc, giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với công việc theo mùa vụ hoặc có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Quyết định thôi việc, quyết định sa thải, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Sổ bảo hiểm xã hội, nơi nộp hồ sơ để nhận trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động phải nộp trực tiếp một bộ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tới trung tâm dịch vụ việc làm nơi muốn nhận. Sau 3 tháng, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ không giải quyết thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sẽ tiếp tục được bảo lưu. Thời điểm được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tới cơ quan bảo hiểm xã hội nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên. Hàng tháng, người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm theo đúng quy định. Phần 6. Bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là trợ cấp mà còn là trao cho cơ hội về nghề nghiệp. Thế giới hiện nay đang phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm không thể lường trước được như dịch bệnh, thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn và người lao động có thể mất việc bất kể lúc nào. Trong bối cảnh đó, bảo hiểm thất nghiệp đã trở thành phao cứu sinh giúp người lao động khi bị mất việc làm. Bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống, là bàn đạp để có thể quay lại thị trường lao động. Bảo hiểm thất nghiệp thật sự trở thành điểm tựa của người lao động và người sử dụng lao động, được các ngành, các cấp và xã hội đánh giá cao. Đặc biệt trong thời buổi kinh tế khó khăn như trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Sáng ngày 17 tháng 11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đã tham dự tọa đàm trực tuyến với chủ đề triển khai giải pháp hỗ trợ và ổn định thị trường lao động trong bối cảnh đại dịch. Chương trình có đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học cũng như các doanh nghiệp khắp cả nước cùng Sở Lao động Thương binh Xã hội các tỉnh trọng điểm. Tọa đàm được tổ chức nhằm ghi nhận những ý kiến đóng góp thẳng thắn, những kinh nghiệm thực tiễn từ đại diện người lao động, người sử dụng lao động, các nhà quản lý, chuyên gia để làm rõ hơn về ý nghĩa, nội dung cũng như lộ trình, bước đi trong việc triển khai các giải pháp hỗ trợ và ổn định thị trường lao động sau đại dịch COVID-19. 14,7 triệu người lao động phải tạm nghỉ và 4,7 triệu người bị mất việc làm. Chia sẻ về một số tác động của đại dịch COVID-19 đến thị trường lao động Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, trong quý 3, người lao động bị tác động nhiều nhất với 4,7 triệu lao động bị mất việc làm, 14,7 triệu lao động tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh, trên 10 triệu lao động giảm giờ làm, tạm dừng việc làm. Đặc biệt, vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng rất nặng nề với 4,59% lao động của vùng Đông Nam Bộ, có 44,7% lao động của vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng do ngừng việc, giãn việc và nghỉ việc. Bên cạnh đó, nguồn cung lao động cũng bị suy giảm, số lượng lao động giảm việc làm rất trầm trọng. Trong quý 3 năm 2021, lực lượng lao động có 49,1 triệu lượt người, giảm 22 triệu lượt người so với cùng kỳ năm 2020. Lao động việc làm là 47,2 triệu người, giảm 2,7 triệu người so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, năm 2020, số lượng lao động giảm việc làm rất trầm trọng. Theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, cơ cấu việc làm và chuyển dịch bị đảo chiều. Từ đầu năm, lĩnh vực nông lâm thủy sản tăng, lĩnh vực dịch vụ công nghiệp giảm, ngược lại với chuyển dịch cơ cấu việc làm thông thường. Số lao động trong nông lâm thủy sản là 14,5 triệu người, tăng lên 479 người so với cùng kỳ năm trước.
lao động có việc làm ngành công nghiệp và xây dựng là 15,7 triệu người, giảm 960.000 người so với cùng kỳ năm trước. Lao động ngành việc làm trong ngành dịch vụ là 17,1 triệu người, giảm 2-3 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lĩnh vực dịch vụ giảm rất lớn. Tiền lương thu nhập giảm, đời sống công nhân lao động gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ lao động thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao, tỷ lệ thiếu việc làm quý 3 năm 2021 là 4,46%, tương đương hơn 1,8 triệu người, tăng 1,86% so với quý trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 3,98%, tương đương hơn 1,7 triệu người, tăng hơn 1,25% so với cùng kỳ năm trước. Đã hỗ trợ hơn 27,62 triệu lượt người lao động trong các nghị quyết của chính phủ. Nhằm góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Và trong nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 68 và nghị quyết số 116, Thứ trưởng Lê Văn Thanh thông tin, tính đến thời điểm này, tổng kinh phí thực hiện 27,24 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ 27,62 triệu lượt đối tượng, trong đó có 3 nhóm chính sách chính. Thứ nhất, nhóm bảo hiểm đã hỗ trợ 5,38 nghìn tỷ đồng cho 375.809 đơn vị sử dụng lao động và 11,389 triệu người lao động. Nhóm thứ hai là chính sách hỗ trợ bằng tiền, đã hỗ trợ cho hơn 15,64 triệu đối tượng với tổng kinh phí là 21,11 nghìn tỷ đồng, trên 13,35 triệu người lao động tự do và đối tượng đặc thù khác tại 58 tỉnh, thành phố được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 17,14 nghìn tỷ đồng. Nhóm thứ ba là nhóm chính sách cho vay vốn đã giải ngân 479,5 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.449 doanh nghiệp để trả lương cho 209.280 lượt người sử dụng lao động. Chú trọng các giải pháp đào tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Liên quan đến dự thảo chương trình hỗ trợ phục hồi thị trường lao động và an sinh xã hội trong một bộ phận cấu thành của đề án chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động với 7 nhóm giải pháp lớn kèm theo những cơ chế tập trung vào các vấn đề lớn bao gồm hỗ trợ trực tiếp người lao động, hỗ trợ người sử dụng lao động phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng người lao động, cung cấp kịp thời cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kết nối cung cầu lao động, hoàn thiện bền vững thị trường lao động, bảo đảm điều kiện về nơi sinh sống cho người lao động và xây dựng quan hệ người lao động hài hòa, tiến bộ. Câu hỏi thứ nhất sẽ được gửi tới Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Và thưa anh Lý Duy Xuân, anh đánh giá như thế nào về tình hình lao động trẻ hiện nay và những đóng góp của lao động trẻ nói riêng và người trẻ nói chung cho sự phát triển của đất nước? Xin mời anh. Vâng. Cảm ơn một câu hỏi của một bạn đoàn viên thanh niên đã hỏi về đánh giá về tình hình lao động trẻ hiện nay và cũng như là đóng góp của lao động trẻ nói riêng và người trẻ nói chung trong phát triển thủ đô và đất nước. Thì thưa các đồng chí, là với tình hình lao động trẻ hiện nay thì chúng ta biết là hiện nay thì với thời công nghệ 4.0, với mạng và kết nối toàn cầu, do vậy mà Thành đoàn Hà Nội, Tuổi Trẻ Thủ Đô cũng đề ra nhiều chương trình hoạt động và các tiêu chí tiêu chuẩn của cán bộ, của đoàn viên thanh niên, của người lao động thủ đô tiêu biểu. Thì ở đây thì chúng tôi nhận thấy một điều rằng là với cái tình hình lao động trẻ hiện nay thì qua đánh giá thì chúng tôi đều nhận thấy qua các báo cáo của thành phố
thì lao động trẻ hiện nay là rất năng động và sáng tạo, giỏi nghề, và mọi người đều có học vấn, đều có kiến thức và tay nghề thành thạo. Các lao động trẻ thì được đào tạo và bồi dưỡng rất là bài bản và sẵn sàng tham gia các hoạt động của và phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Thì hiện nay thì đối với tổ chức đoàn thì từ trung ương đến thành phố Hà Nội thì chúng tôi cũng tổ chức nhiều cái cuộc thi bàn tay vàng làng nghề, hay là những cuộc thi thợ giỏi, và cũng có những cái chương trình hoạt động về vinh danh người thợ trẻ giỏi hay cán bộ công chức trẻ giỏi, lao động trẻ giỏi. Thì những hoạt động này chúng tôi vinh danh và tuyên dương các bạn thanh niên lao động trẻ có tay nghề cao. Và đây là những bạn mà hết sức là xuất sắc và có thành tựu ở trong cái lĩnh vực của doanh nghiệp, của lĩnh vực của mình. Thì đây là những tấm gương tiêu biểu mà của thanh niên thủ đô và trung ương tuyên dương. Thì đây chính là những bạn mà có lẽ là hình mẫu của những người lao động trẻ. Và đối với lại phong trào công tác đoàn và với thanh niên thủ đô hiện nay trong việc đóng góp chung cho thủ đô và đất nước, thì cái này có lẽ chúng ta thấy rằng chức năng nhiệm vụ của hoạt động đoàn gồm có một số cái chức năng mà đó là tuyên truyền, là giáo dục, là định hướng cho đoàn viên thanh niên được học tập, được rèn luyện, được phấn đấu theo cái con đường và mục tiêu lý tưởng của Đảng, nên độc lập dân tộc và gắn liền với xã hội chủ nghĩa. Thế nên là đối với các bạn lao động trẻ thì chúng tôi cũng đều hướng đến trong cái việc mà giỏi kỹ năng, giỏi tay nghề, nhưng mà có cả phẩm chất chính trị vững vàng. Bằng cái việc mà hiện nay thành phố Hà Nội cũng có nghị quyết 09 của thành ủy về việc thành lập các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể, tổ chức đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Hàng năm thì chúng tôi cũng đều thành lập, các cấp bộ đoàn đều thành lập. Mà đối với các cơ sở đoàn hiện nay thì chúng tôi cũng đều có, đặc biệt các quận huyện đều có thành lập các tổ chức đoàn này. Nên khi mà thành lập được tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước thì cùng với đó là việc tạo một cái môi trường cho thanh niên, lao động trẻ, công nhân để tham gia hoạt động, được thể hiện, được khẳng định mình. Và từ đó thì cũng được nhận thức và kết nạp đảng. Thì đây chính là cái quá trình mà chúng tôi đào tạo, bồi dưỡng cho thanh niên về nhận thức chính trị để được đứng trong hàng ngũ của Đảng đối với thanh niên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thì bên cạnh đó chúng tôi cũng tổ chức nhiều cái chương trình về tập huấn cho cán bộ đoàn chủ chốt là bí thư, phó bí thư trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đấy. Và nhìn chung thì hiện nay thì với thủ đô Hà Nội khoảng 10 triệu dân thì đoàn viên thanh niên thủ đô thì chiếm hơn 30%, trong đó là khoảng 3 triệu đoàn viên thanh niên thủ đô. Và trong đó hiện nay trực tiếp mà đang tham gia với đoàn thanh niên thành phố Hà Nội là gần 1 triệu đoàn viên trực tiếp tham gia hoạt động đoàn với thành phố. Nên chúng tôi cũng xác định là đoàn viên thanh niên thủ đô nói chung và những lao động trẻ trong các doanh nghiệp nói riêng thì đều là những nhân tố quan trọng để tham gia phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Nên chúng tôi tập trung tổ chức vào nhiều các hoạt động nâng cao tay nghề, kỹ năng nghiệp vụ, tư tưởng, tinh thần và nhận thức cho lao động trẻ. Nên trong thời gian tới, năm 2022 là năm mà đại hội đoàn các cấp, thì chúng tôi cũng đưa những cái chỉ tiêu này, những cái nội dung về quan tâm tới lao động trẻ trong các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp ngoài nhà nước, để được phát triển hơn và thể hiện nhiều hơn ở trong cái công tác xây dựng thủ đô và đất nước. Và trong cái việc mà phát triển kinh tế của thủ đô thì chúng ta biết là hàng năm thì thủ đô Hà Nội là đóng góp số lượng lớn trong cái nguồn mà của đất nước. Thì riêng đối với thanh niên thủ đô thì tham gia phát triển kinh tế chiếm là đa số. Nên hoạt động này chúng tôi cũng tiếp tục triển khai thực hiện để đạt được cái vai trò của thanh niên thủ đô trong công tác xung kích bảo vệ và phát triển kinh tế thủ đô và đất nước. Nên cũng mong rằng là trong thời gian tới, với cái tình hình dịch được kiểm soát, thì các cái hoạt động
được trở lại bình thường, thì thanh niên thủ đô nói chung và thanh niên là lao động trẻ nói riêng sẽ tiếp tục tham gia phát triển kinh tế thủ đô và đất nước, để thể hiện được cái vai trò của thanh niên thủ đô thời đại mới trong phát triển thủ đô và đất nước phát triển như nghị quyết của Đại hội đoàn và Đảng đề ra. Thì tôi xin được có một số cái nội dung chia sẻ về cái tình hình của lao động trẻ và cái đóng góp của lao động trẻ như vậy. Vâng ạ, và xin chân trọng xin được nhiệt liệt chào đón đồng chí Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã tới tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng ạ, và tôi xin phép được tiếp tục phần hỏi đáp với các vị chuyên gia của chúng ta. Câu hỏi tiếp theo là đến từ bạn Xuân Quỳnh, và bạn muốn gửi câu hỏi này tới ông Trần Tuấn Tú. Câu hỏi của bạn là chia sẻ của ông về người trẻ, chia sẻ của ông với người trẻ về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp nói riêng và bảo hiểm nói chung, và vai trò của công nhân trong việc giám sát doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động. Xin mời ông. Cảm ơn câu hỏi của độc giả liên quan đến cái vấn đề là cái vai trò của chia sẻ đối với người trẻ, vai trò của chính sách bảo hiểm nói chung và bảo hiểm thất nghiệp nói riêng. Thì như cái phần trao đổi ban đầu thì chúng ta đã nói là cái chính sách bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm thất nghiệp hay là chính sách bảo hiểm khác thì nó có mang tính chất là cái sự được xây dựng trên cơ sở là chúng ta nguyên tắc là chia sẻ. Nhiều người chia sẻ cho một số người rủi ro, và hiện nay thì như chính sách bảo hiểm của Việt Nam xây dựng trên cái cơ sở cũng như vậy. Chúng ta cái đối tượng tham gia hiện nay quy định là bao gồm là những người mà lao động mà giao kết cái hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Hợp đồng lao động là đối với khu vực ngoài nhà nước, còn hợp đồng làm việc là đối với khu vực sự nghiệp nhà nước. Trước đây như Trung Quốc khi mà xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2004 thì cũng đã quy định ban đầu là còn cả công chức và lực lượng vũ trang là tham gia cái bảo thất nghiệp để họ tạo cái nguồn thu ban đầu của quỹ bảo thất nghiệp, và sau đó đối với cả đội ngũ công chức và lực lượng vũ trang thì sẽ cái rủi ro về mất việc sẽ rất là thấp, gần như là không có, bằng không. Thì do vậy là sau này khi mà họ điều chỉnh cái tạo ra một cái quỹ ban đầu đã đủ để đảm bảo chi trả cho các đối tượng mà thực sự rủi ro thì bắt đầu dần họ rút cái đối tượng này không tham gia nữa. Hiện nay là của Việt Nam thì chúng ta vẫn đang duy trì cái đối tượng là hợp đồng làm việc, tức là những người viên chức trong các đơn vị sự nghiệp. Và đến nay theo quy định của luật mới về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức cũng như luật viên chức thì đã quy định là đối với tất cả những người làm trong các đơn vị sự nghiệp nữa thì phải thực hiện cái giao kết hợp đồng làm việc. Và về theo thống kê hiện nay thì cái số đối tượng mà các đơn vị sự nghiệp tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng như là cái người làm việc trong cái đơn vị sự nghiệp này chúng ta gọi là cái theo hợp đồng làm việc gọi là viên chức, thì cái số lượng tham gia cũng là chiếm một cái tỷ lệ tương đối lớn trong cái số lượng hiện nay tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hiện nay là theo cái số liệu mà mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính hết đến tháng 10 năm 2021 thì chúng ta đã có là khoảng độ 12,7 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tất nhiên cái này số lượng này chiếm chừng chỉ tỷ lệ trên cái khoảng độ với lực lượng lao động mà theo tiêu chí mới của Tổng cục Thống kê công bố thì hiện nay cái lực lượng lao động của chúng ta là do cái điều chỉnh về cái tiêu chí, do vậy là cái lực lượng lao động hiện nay trong độ tuổi chúng ta cũng đã giảm so với trước đây. Nó hiện nay là rơi vào khoảng độ trên 44 triệu lực lượng là lao động trong độ tuổi. Thì với 12,7 triệu đối tượng tham gia này thì trên cái lao động trong độ tuổi thì hiện nay mới chiếm khoảng độ 28%. Mà theo đúng như cái tinh thần của nghị quyết 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12
về cải cách bảo hiểm xã hội, đấy là cái mục tiêu phấn đấu của năm 2021. Thì do vậy là đối với cả cái việc mà cái bao phủ như này thì cũng là chưa phải là cao. Tuy nhiên chúng ta thời gian qua cũng là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì cái số tuyệt đối thì có giảm, nhưng cái tỷ lệ do điều chỉnh thì nó vẫn tăng và duy trì. Ví dụ như năm 2020 mà chúng ta đã có hơn 13,4 triệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nhưng đến thời điểm này là số lao động hiện nay có giảm. Thì cái vấn đề ở đây là đối với người trẻ mà trong cái việc mà chúng ta xác định cái vai trò của chính sách nói chung như vậy, là có sự chia sẻ như vậy, thì cái việc mà với giới trẻ là cái lực lượng mà hiện nay là còn là được đánh giá là cái lực mà là tiến bộ, tiếp cận khả năng tiếp cận với cả các cái công nghệ, tiếp cận với cả các cái phương thức sản xuất kinh doanh mới là sẽ còn là có khả năng gọi là tiếp nhận nó rất là cao và thích nghi nhanh đối với cả các cái đòi hỏi của cái trong cái môi trường làm việc hiện nay. Như các đồng chí nói là các bạn nói là ví dụ là thời đại công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo, rồi big data, rất nhiều các cái thuật ngữ hiện nay chúng ta đang vận dụng, và ngay bản thân chính phủ đang đưa ra chính phủ điện tử, và tất cả các bộ ngành hiện nay là tiến tới là chúng ta phải giao dịch điện tử đạt cái mức độ trực tuyến 3-4. Thì với cái việc mà cái thế mạnh của lực lượng trẻ hiện nay và những người mà có trình độ và bắt đầu bước chân vào cái quan hệ lao động sau quá trình mà học tập văn hóa, qua quá trình đào tạo nghề nghiệp, thì chúng ta biết rằng là cái chúng ta tất cả những cái ngành nghề hiện nay thì đều là đào tạo ban đầu để chúng ta có cơ sở để sau này chúng ta bước chân vào cái cuộc sống và quan hệ lao động, và chúng ta tự tạo việc làm hay là chúng ta tham gia vào các cái làm công ăn hưởng lương, hoặc là chúng ta là tự tạo việc làm. Thì cái việc mà cái giới trẻ là cái bộ phận mà chúng phải quan tâm đến những cái quy định của pháp luật nói chung, và trong đó liên quan đến các cái chế độ chính sách mà pháp luật nhà nước quy định, để chúng ta có thể hiểu và chúng ta tham gia. Để chúng ta tham gia làm gì? Chúng ta thứ nhất là chúng ta thực hiện theo đúng cái trách nhiệm của mình, và trên cơ sở thực hiện trách nhiệm của mình chúng ta sẽ được hưởng cái quyền lợi theo cái quy định pháp luật. Với bất kỳ một chính sách nào đều có cái hai mặt, đúng không ạ? Là trách nhiệm đi đôi với cả cá nhân thì nó là quyền lợi. Thì với bảo hiểm thất nghiệp cũng vậy thôi, chúng ta tham gia, chúng ta người giới trẻ là cần phải biết được cái vai trò là ý nghĩa chia sẻ của bảo hiểm thất nghiệp, và cái ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp khi chúng ta gặp rủi ro, khi chúng ta tham gia, trên cơ sở đó chúng ta hiểu biết, chúng ta thực hiện, và ngoài ra chúng ta lại tuyên truyền lực lượng trẻ, đúng không ạ, là lực lượng tiên phong xung kích, thì phải tuyên truyền cho các đối tượng khác để hiểu được về chính sách, tuân thủ chính sách và hưởng các cái quyền lợi chúng ta đáng được hưởng. Đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp là như vậy, thì chúng ta đã trong cái phần lý do vì sao chúng ta xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cũng như là cái ý nghĩa của vừa qua, các anh bạn cũng biết là trong cái bối cảnh mà đại dịch Covid này, nếu chúng ta sử dụng các cái các chính sách của nhà nước và sử dụng nguồn ngân sách mà chúng ta đang thực hiện, mà chúng ta là gọi là bất bình thường, đúng không ạ, trong cái điều kiện bất bình thường hiện nay, thì năm 2020 thì chính phủ đã ban hành nghị quyết 42, sau đó nghị quyết 154, rồi là các cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hướng dẫn thực hiện cái việc mà hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động, ngày xưa thì gọi là người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid. Và tiếp đến năm 2021 với cái đợt dịch bùng phát dịch thứ tư từ 27 tháng 4 năm 2021 thì chúng ta đã tiếp tục, chính phủ đã ban hành nghị quyết 68, sau đó là nghị quyết 126, sau đó là quyết định 23, quyết định 33 Thủ tướng Chính phủ để việc hỗ trợ người lao động. Nhưng mà chúng ta nhìn xem cái quy mô của cái gói hỗ trợ là 26.000 tỷ, thì trong đó cái phần mà tiền mặt chỉ chiếm một phần nhỏ trong cái số gói hỗ trợ như vậy. Vì chúng ta có các nhóm hỗ trợ để giảm đóng bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp, chúng ta có những gói hỗ trợ về cho vay, có hỗ trợ về dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất, và một số các cái chính sách về tiền mặt thì chiếm tỷ lệ cũng không phải là lớn. Tuy nhiên với cái bảo hiểm thất nghiệp thì các bạn cũng đã biết, là chị đã biết là với nghị quyết 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết 116 của Chính phủ và quyết định 28 Thủ tướng, thì với trong vòng triển khai từ mùng 1 tháng 10 đến nay, từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với cái kết dư quỹ đã hiện nay theo báo cáo mới nhất thì chúng ta đã có cái giảm đóng cho khoảng độ 363.000
đơn vị sử dụng lao động với số tiền khoảng độ 7.600 tỷ đồng, cái tiền giảm đóng. Cái đối tượng mà khoảng độ 12,5 triệu người đã được nhận cái tiền từ cái dư quỹ bảo thất nghiệp. Trong đó là hơn 95% nhận bằng tài khoản ngân hàng. Thì số tiền hiện nay đã bảo hiểm xã hội đã giải ngân là tính đến gần đây nhất từ ngày hôm qua theo số liệu bảo hiểm xã hội thì đã là có khoảng độ 29.600 tỷ đồng đã được giải ngân. Và ngày hôm qua là Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chính thức được tạm ứng kinh phí để chuyển cho các cái đối tượng người lao động thuộc đối tượng theo cái nghị quyết tại bộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an với số tiền hơn 200 tỷ nữa, với số lượng lao động khoảng độ 70.000 lao động. Thì với số lượng là trong vòng có gần 2 tháng triển khai, chúng ta đã có khoảng giải ngân từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng độ 30.000 tỷ tiền mặt và 7.600 tỷ giảm đóng. Nếu mà chúng ta không có chính sách bảo hiểm thất nghiệp, không có kết dư của quỹ thì chúng ta sử dụng cái ngân sách nhà nước thì cực kỳ là khó khăn. Vừa qua các anh chị biết rồi đúng không ạ? Với hỗ trợ người dân trong cái dịp mà cái đợt dịch bùng phát lần thứ tư thì ngay thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố trực thuộc trung ương là đứng đầu toàn quốc trong việc nộp ngân sách. Thì vừa qua thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phải xin ngân sách trung ương để hỗ trợ. Đấy, tức là cái khó khăn và cái tích lũy của một cái địa phương lớn và đầu tàu kinh tế cho cả nước, nhưng mà khi mà chúng ta hỗ trợ người dân sử dụng cái nguồn ngân sách mà chúng ta để chi ra cũng rất là khó khăn. Mà đây là quỹ bảo thất nghiệp chúng ta đã hỗ trợ như vậy. Đây là vấn đề là cái này sử dụng kết dư. Thì chỉ còn như năm 2020, trong năm 2020 thì có khoảng là 1.087.000 người lao động được hưởng trợ thất nghiệp với số tiền chi trả lên đến 18.500 tỷ riêng tiền trợ cấp năm 2020, và năm 2021 cũng phải tương tự như vậy. Dự kiến chi theo quyết định Thủ tướng Chính phủ thì khoảng độ 21.500 tỷ sẽ chi cho các chế độ bảo thất nghiệp từ quỹ, ngoài cái phần chi phát sinh vừa qua theo nghị quyết 16. Thì với khối lượng tiền và các chế độ khác đóng bảo y tế, hỗ trợ nghề, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, thì với tổng số tiền là ví dụ như năm chi theo 116 tiền mặt hơn 30.000 tỷ, cộng với 8.000 tỷ là 38.000 tỷ, cộng với cả dự kiến chi là 21.500 tỷ, thì riêng cái quỹ bảo thất nghiệp năm nay này có chi đến của chúng ta có khoảng độ 60.000 tỷ. Thì nếu mà trong trường hợp mà không có quỹ bảo thất nghiệp, không có chi cho bảo thất nghiệp, thì để mà hỗ trợ tất cả số lượng lao động như vậy, mười mấy triệu lao động và hơn 360.000 đơn vị sử dụng lao động, thì với 67.000 tỷ đó thì sử dụng từ ngân sách nhà nước là một cái câu chuyện rất là khó. Chúng ta dư trong cái điều kiện hiện nay, chúng ta chi ngân sách hiện nay cũng rất là cao so với thu, và bằng cái trần nợ công chúng ta đã từng nước bị nới lên. Thì do vậy là với vai trò chính sách bản thân nghiệp không chỉ đối với từng cá nhân người lao động tham gia, và đối với cả cái vấn đề về ổn định trật tự xã hội, an sinh xã hội, thì là cái rất quan trọng trong thời gian vừa qua và trong tương lai. Thì do vậy với cái thanh niên, với người trẻ, chúng ta là có những cái sự tiếp cận, chúng ta cần phải hiểu sâu về cái chính sách này, nắm rõ, và chúng ta không chỉ chúng ta thực hiện mà chúng ta phải tuyên truyền cho các đối tượng khác để hiểu và cùng chúng ta thực hiện, để vừa thúc đẩy cái chính sách này trong thời gian tới, cũng như là chúng ta góp phần để hỗ trợ cho những khuyến khích để mở rộng cái diện bao phủ tham gia. Bởi vì hiện nay các bạn biết là cái số 12,7 triệu người đang tham gia bảo thất nghiệp hiện nay thì chiếm một phần không phải là lớn trong số hiện nay lao động mà đang làm công hưởng lương hiện nay. Thì có những trường hợp hiện nay chúng ta mặc dù là làm công ăn lương nhưng chúng ta đang không thấy được tầm quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp, nên chúng ta có thể là bản thân người lao động hay là bản thân cái người sử dụng lao động đó, họ đang không tuân thủ theo quy định, họ đang lẩn tránh việc tham gia. Mà lẩn tránh việc tham gia thì dẫn đến khi mà xảy ra những cái gọi là rủi ro thì người lao động đó sẽ không được bảo vệ. Và bản thân những người sử dụng lao động khi tham gia chính sách này thì họ sẽ được lợi ích rất nhiều trong cái việc mà không tham gia. Bởi vì nếu không tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động lại phải, ngoài cái việc vi phạm, đúng không ạ? Lại người sử dụng lao động khi mà chấm dứt cái quan hệ lao động đó thì phải chi trả trợ cấp thôi việc mất việc. Họ đóng 1% tiền lương thôi. Thì khi họ chấm dứt quan hệ lao động đó thì họ được miễn cái trách nhiệm chi trả cái trợ cấp thôi việc mất việc. Mà trợ cấp thôi việc bây giờ nó là mỗi năm người lao động làm việc là 50%, tức là nửa tháng lương, tức là bằng 50% tiền lương. Thay vì việc trả 50% thì chúng ta chỉ đóng có 12%. Thay vì cái việc mà không
phải chi trả trợ cấp mất việc là mỗi năm làm việc là một tháng lương, tức là tương ứng 100%, và tối thiểu là hai tháng lương, tức là 200%, thì thay cái việc mà chúng ta phải trả 200%, chúng ta chỉ đóng có 12%. Ngoài ra người sử dụng lao động luôn, thủ tục đơn giản không phải phát sinh. Nếu cần đào tạo người lao động để duy trì việc làm khi thay đổi cơ cấu công nghệ sản xuất kinh doanh do gặp khó khăn, suy giảm kinh tế hoặc bất khả kháng thì được hỗ trợ đào tạo, với tối đa là mỗi người động được hỗ trợ đào tạo 6 tháng với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng một người trên tháng, tối đa là 6 triệu, và hiện nay theo áp dụng theo nghị quyết 68 của chính phủ là 1,5 triệu thì tối đa là 9 triệu, thì người sử dụng động được có thể là khi đào tạo được có thể hỗ trợ đến 9 triệu đồng một người để đào tạo, thì bản thân này nó sẽ giảm chi phí cho người sử dụng nên lao động. Do vậy nên một điều cuối cùng là khẳng định là bất kỳ đối tượng nào tham gia thất nghiệp đều sẽ được hưởng lợi hơn và sẽ giảm tải cái chi phí, bởi vì chúng ta không phải tất cả những người tham gia đều được hưởng mà chỉ những người rủi ro mới được hưởng, và những người không rủi ro thì cái phần đóng góp đó họ chia sẻ cho những người rủi ro. Thì do vậy là cái vai trò ý nghĩa của chính sách bảo hiểm thất nghiệp nói riêng hay chính sách bảo hiểm xã hội khác đều có một cái ý nghĩa rất quan trọng như vậy. Xin chia sẻ với các bạn với thanh niên, xin cảm ơn. Xin ông hãy cho biết sau khi có quyết định thôi việc bao lâu thì người lao động được làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp, và khi làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động phải đến cơ quan nào, hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm những gì? Mời ông. Vâng, về câu hỏi của quý độc giả, tôi xin chia sẻ như sau. Theo quy định tại khoản 1 điều 46 của luật việc làm về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì quy định cụ thể là trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Thì ở đây ta thấy rằng là chính sách theo quy định là chỉ quy định thời gian tối đa chứ không quy định cái thời gian tối thiểu. Vì vậy có thể hiểu là ngay sau khi có quyết định thôi việc và kèm theo cái điều kiện là đã được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trong sổ bảo hiểm xã hội về quá trình tham gia đóng bảo hiểm thì người lao động có thể đến các trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội các tỉnh thành phố để nộp hồ sơ đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và cũng lưu ý rằng là cũng theo quy định như vậy thì thời gian tối đa là chỉ có 3 tháng thôi. Kể từ ngày mất việc làm là trong vòng 3 tháng là người lao động phải nộp hồ sơ. Còn về cái nội dung phải đến cơ quan nào để mà làm thủ tục hưởng thì tôi cũng xin chia sẻ theo quy định là tại các cái cơ quan trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm ở các địa phương, thì ở đây ta có thể nói là các trung tâm dịch vụ việc làm thuộc các Sở Lao động Thương binh Xã hội các tỉnh thành phố, và cũng tại các tỉnh thành phố thì tùy theo từng địa phương các trung tâm dịch vụ việc làm ngoài trụ sở chính thì có thể bố trí thêm các điểm tiếp nhận để tạo thêm cái điều kiện thuận tiện cho người lao động. Và tại thành phố Hà Nội thì ngoài trung tâm dịch vụ việc làm chúng tôi thì ngoài trụ sở chính tại số 215 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy thì chúng tôi bố trí thêm việc tiếp nhận giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại 14 cái sàn giao dịch việc làm vệ tinh nằm ở trên các quận huyện thành phố. Như vậy ta có thể hình dung tại Hà Nội chúng ta thì với 30 quận huyện mà có 15 điểm tiếp nhận, như vậy là khá là thuận tiện, cứ bình quân khoảng 2 quận huyện là chúng ta đã có một cái điểm để tiếp nhận giải quyết thủ tục cho người lao động rồi. Và cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là về danh sách thông tin chi tiết về các điểm tiếp nhận giải quyết bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Hà Nội là chúng tôi đăng tải công khai trên website việclamhanoi.net, thì các quý vị có thể là truy cập để khi có các cái nhu cầu làm thủ tục thì có thể tiện cho cái việc liên hệ hoặc là tuyên truyền cho trung tâm chúng tôi trong cái việc
về cái danh sách các cái điểm tiếp nhận để thuận tiện cho người lao động khi có nhu cầu. Còn về nội dung hồ sơ hưởng, hồ sơ đề nghị hưởng bảng thất nghiệp thì như ngay trên clip vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy là cũng đã chia sẻ rất là rõ rồi đúng không ạ? Cái này là được quy định tại điều 16 của nghị định 28 năm 2015 của Chính phủ, thì bao gồm các giấy tờ sau. Thứ nhất là đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, cái này là theo mẫu. Thứ hai là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau, đó là hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc, giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, cái này là đối với công việc theo mùa vụ hoặc có thời hạn đủ từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, hoặc là quyết định thôi việc, hoặc là quyết định sa thải, hoặc là quyết định kỷ luật buộc thôi việc, hoặc là thông báo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Và cái cuối cùng là sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi mất việc làm. Đấy là những cái nội dung liên quan đến chính sách tôi xin chia sẻ với các bạn và quý độc giả. Vâng, và xin cảm ơn đồng chí Tạ Văn Thảo. Và câu hỏi của phần thoái áp trực tuyến ngày hôm nay sẽ dành cho đồng chí Trần Tuấn Tú. Thưa ông, khởi nghiệp bao giờ cũng là con đường rất là gian nan, cần sự hỗ trợ của các cấp các ngành, trong đó có bảo hiểm. Theo ông thì tới đây bảo hiểm có những đổi mới như thế nào để các bạn trẻ có thể tiếp cận được với các chính sách bảo hiểm? Xin mời ông. Cảm ơn cái câu hỏi cuối cùng trong cái phần trao đổi ngày hôm nay. Thì vấn đề cái định hướng của cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới như thế nào? Bảo hiểm thất nghiệp thì thực ra là Việt Nam chúng ta thực hiện từ năm 2009 và bắt đầu thực hiện cái việc chi trả các chế độ từ năm 2010. Tính đến nay thì chắc khoảng 13 năm chúng ta thực hiện chính sách này. Một khoảng thời gian, nếu mà Việt Nam thì một chính sách 13 năm thì cũng chưa phải là dài so với cái việc chúng ta bắt đầu chuyển đổi theo cái từ đổi mới, theo cái tinh thần đổi mới nền kinh tế từ năm 86, và sau đó chúng ta bắt đầu ban hành cái bộ luật lao động đầu tiên năm 1994 và thực hiện từ năm 1995. Bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách mới, nhưng trong thời gian vừa qua với cái triển khai thực hiện thì chúng ta đã gọi là thấy rằng là chính sách bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách là sớm đi vào cuộc sống, đã được sự thừa nhận của quốc tế, đặc biệt là tổ chức lao động quốc tế làm tổ chức và là bao trùm tất cả các nước thành viên tham gia. Bảo hiểm thất nghiệp thì Việt Nam cũng chỉ là một cái quốc gia nằm trong khoảng độ hơn 80 quốc gia thực hiện chính sách, và với khu vực Đông Nam Á thì chúng ta là nước thứ hai thực hiện, sau Thái Lan là thực hiện năm 2007. Tuy nhiên cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Thái Lan thì không được đánh giá là thành công, và Việt Nam được đánh giá thành công. Nên tại sao trong cái một cái dự án năm 2011 chúng tôi triển khai là cái dự án mà do chính phủ Nhật Bản tài trợ cho khu vực Đông Nam Á, thì ngay bản thân là được Việt Nam là được lựa chọn là hợp phần thực hiện hợp phần 2, tức là thúc đẩy cái vai trò bảo hiểm thất nghiệp trong khối ASEAN. Và ngay bản thân là quốc hội của Philippines mà chúng tôi đã được qua trao đổi, được mời quốc hội của Philippines mời sang để chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chính sách bảo hiểm Việt Nam, để Philippines tiến hành nghiên cứu và để triển khai thực hiện cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động của Philippines. Myanmar cũng là một quốc gia học tập cái kinh nghiệm trên cơ sở của Việt Nam thông qua cái tổ chức khuyến nghị của tổ chức lao động quốc tế. Tất nhiên chúng ta cũng là tự hào, nhưng chúng ta cũng chỉ là bước đầu trong vấn đề chúng ta thực hiện cái chính sách này, và chúng ta cần phải học hỏi rất nhiều đối với các ở những cái nước mà đang phát triển hơn chúng ta và có xuất phát điểm tốt hơn chúng ta. Tôi đã đơn cử ví dụ như là bảo hiểm thất nghiệp ở Canada đến nay đã thực hiện là khoảng độ 90 năm. Thì ngay bản thân khi chúng tôi sang nghiên cứu cái chính sách này ở Canada, thì bản thân là khi cái chính sách đấy là do cái cơ quan dịch vụ công Canada là thực hiện, mà cơ quan dịch vụ công Canada làm tất cả những cái gì mà dịch vụ công của nhà nước cung cấp cho người dân là cơ quan này, họ hệ thống cơ quan này họ thực hiện. Và họ thực hiện trên cơ sở là thu là qua thuế,
và giải quyết là cần dịch vụ công Canada. Với cái mức độ cải chúng tôi khảo sát năm 2011 thì với tỷ lệ là họ đang thúc đẩy cái tỷ lệ các hoạt động thực hiện bản thân nghiệp tự động hóa, lúc đó thời điểm là chỉ 43%. Nhưng chúng tôi thấy rằng là cái tiện ích và cái kiểm soát của họ rất là tốt, và gần như là ngoài cái ý thức tổ chức thực hiện thì cái bản thân cái công cụ quản lý và cái năng lực trình độ quản lý họ rất là cao. Một người lao động khi mà họ chấm dứt cái hợp đồng lao động của mình, họ có nhu cầu mà hưởng cái bảo hiểm việc làm thì họ chỉ cần gửi hồ sơ điện tử vào website của cơ quan dịch vụ công Canada, và cơ quan dịch vụ công Canada là họ sẽ tự động phân việc, nó không phụ thuộc vào cán bộ trung tâm của ông Thảo ở Hà Nội, mà có thể họ căn cứ vào cái khối lượng công việc xử lý và họ đã tự động có thể chuyển đổi cái hồ sơ đấy, chuyển cho một cán bộ ở Cà Mau đang chưa xử lý hồ sơ nào thì có thể tiếp nhận hồ sơ đó. Và trên cơ sở cái hồ sơ của người lao động đề nghị đó thì bản thân người sử dụng lao động ấy, là trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt quan hệ lao động thì người sử dụng lao động phải gửi hồ sơ làm việc của người lao động đó vào cái hệ thống cơ quan dịch vụ công Canada, và trên cơ sở cái mã định danh công dân của người lao động đó thì cán bộ ở Cà Mau họ sẽ căn cứ vào cái đề nghị hưởng, căn cứ vào cái kê khai và căn cứ vào hồ sơ làm việc của người sử dụng lao động, khi họ đối khớp các cái hồ sơ giữa người lao động và người sử dụng lao động và họ có quyền truy cập vào cái hệ thống để kiểm tra của cơ quan thuế, để kiểm tra được cái quá trình đóng góp của người lao động để tính toán trên cơ sở mức hưởng. Và khi họ đầy đủ thông tin là bản thân cán bộ đó chỉ cần quyết định luôn là cái việc đấy người lao động đó được hưởng bao nhiêu, mức hưởng bao nhiêu và thời gian hưởng bao nhiêu, và trả cái kết quả đó cho người lao động, và trên cơ sở đó là việc mà giải ngân cái kinh phí để đảm bảo. Đấy là cái mức độ tự động mới đạt được hơn 40% mà họ đang phát triển cái tỷ lệ phần trăm. Tuy nhiên của chúng ta thì vừa qua thì các bạn biết là chúng ta có 13 năm thôi thì chúng ta đang từng bước một, và tại cái nghị quyết 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại kỳ họp thứ 7 đã thông qua cái nghị quyết 28 về cải cách bảo hiểm ngày 23 tháng 5 năm 2018 đã thông qua cái nghị quyết này. Và trên cơ sở đó thì đã đánh giá toàn bộ tổng thể về chính sách bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm thất nghiệp, đánh giá về những cái hạn chế, những mặt được, và trên cơ sở đó nghị quyết của Trung ương đã ban hành và trong đó là định hướng là sửa cải cách cái chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới. Thì trên cơ sở đó thì Chính phủ đã ban hành cái nghị quyết 125 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, thì trong đó đã đưa ra rất nhiều các cái giải pháp, các nhiệm vụ để chúng ta cải cách cái chính sách bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm thất nghiệp nói riêng. Và trong thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh Xã hội là vai trò là cơ quan chuyên môn giúp việc cho Chính phủ, chúng sẽ chủ trì phối hợp với cả các cơ quan liên quan để chúng ta xây dựng sửa đổi cái chính sách này trong thời gian tới. Theo cái định hướng là chúng ta sẽ một số cái định hướng lớn, đó là thứ nhất là chúng ta phải mở rộng diện bao phủ để đạt được đến năm 2021 là 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đến năm 2025 là đạt được 35%, và đến năm 2030 là phải đạt được 45% cái diện bao phủ trong lực lượng lao động trong độ tuổi. Chúng ta phải cải tiến, bổ sung các cái chế độ từ bảo hiểm thất nghiệp để nhằm tăng cường duy trì việc làm, chúng ta chủ động thay vì chúng ta bị động mà chúng ta giải quyết các cái hậu quả của thất nghiệp, mà chúng ta phải chủ động để duy trì việc làm thông qua cái đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, thông qua một số các cái giải pháp khác, các chế độ chính sách khác. Chúng ta cần phải nâng cao cái hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp, chúng ta phải tăng cường nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của cơ quan thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, đó là hệ thống bảo hiểm xã hội và hệ thống các trung tâm dịch vụ nào, hệ thống các trường nghề để chúng ta đào tạo bồi dưỡng đối với người lao động. Chúng ta phải ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề thực hiện cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Chúng ta phải tăng cường cái giao dịch điện tử trực tuyến để làm sao thuận tiện hơn trong quá trình tổ chức thực hiện, cũng như là tham gia cũng như thụ hưởng chính sách. Chúng ta phải cải cách thủ tục hành chính. Chúng ta phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền để làm sao mà chính sách sớm đi vào cuộc sống và chúng ta kiểm soát được những cái hành vi gian lận. Ngoài ra chúng ta cũng phải nghiêm trong vấn đề chúng ta giải quyết những cái trường hợp vi phạm. Mà các đồng chí biết là vừa qua thì Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng đã ban hành, đúng không ạ? Và chúng ta đã triển khai trong thời đấy, Điều 200
204, 215, 216 liên quan đến các hành vi nợ động trốn đóng, gian lận hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp đã được hình sự hóa. Hội đồng thẩm phán toàn tối cao đã ban hành nghị quyết 05 hướng dẫn thực hiện xử lý các hành vi vi phạm hình sự về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Chúng ta đã có các quy định xử phạt hành chính của chính phủ. Và vừa qua mới đây nhất các bạn biết là báo chí cũng đã đăng đúng không? Vừa qua là công an tỉnh Thái Bình khởi tố bắt giam một nữ công nhân giả mạo giấy tờ chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, khởi tố bắt tạm giam. Thì tất cả tới đây là những cái song song với kiểu chúng ta mà cải cách chính sách, tăng cường các cái quyền lợi, thì chúng ta phải đi song song đó và chúng ta kiểm soát và chúng ta xử lý vi phạm. Thì cái đấy là những cái định hướng mà lớn trong cái trong cái đề án cải cách bảo hiểm xã hội mà được Ban Chấp hành Trung ương thông qua. Và đây là một cái đề án mà nó liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, liên quan đến với lực lượng lao động rất là lớn. Thì do vậy là một cái nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương thông qua, và trên cơ sở đó Chính phủ ban hành một cái chương trình hành động để triển khai thực hiện. Thì hy vọng trong thời gian tới thì ngoài cái với những mục tiêu lớn như vậy và với cái sự triển khai trong tới, thì hy vọng rằng là cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ tiếp tục là một cái chỗ dựa của người lao động, người sử dụng lao động trong lúc gặp khó khăn, và cái đấy nó cũng lại thúc đẩy cái sự tham gia cũng như thụ hưởng chính sách này trong thời tới. Và hy vọng rằng đối với cả lực lượng lao động trẻ, lao động thanh niên là xung kích đi đầu, thì chúng ta cũng cần tăng cường cái tuyên truyền chính sách này sâu rộng hơn, và chúng ta chia sẻ và chúng ta giám sát cái việc chúng ta triển khai thực hiện làm sao chính sách nó càng ngày một hiệu quả và đóng góp hơn cho cái vấn đề là hỗ trợ đối với các đối tượng tham gia, cũng như là đảm bảo cho vấn đề an sinh xã hội, cùng từ đó nó dẫn đến cái việc chúng ta ổn định được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đấy là cái ý nghĩa và cái định hướng trong thời tới. Xin cảm ơn các độc giả của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Xin kính chào các quý vị đại biểu và các đồng chí tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Tôi xin phép được đặt câu hỏi cho đồng chí Ngô Vương Tuấn, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô như sau. Là một người rất gần gũi với các bạn thanh niên, thì anh có lời khuyên như thế nào dành cho các bạn trẻ khi họ mới bắt đầu tham gia vào thị trường lao động, và nhất là các vấn đề về lựa chọn nghề nghiệp và trang bị các kiến thức pháp luật để đảm bảo quyền lợi của bản thân. Xin cảm ơn đồng chí. Kính thưa các vị khách mời, kính thưa các đồng chí tham dự hội thảo ngày hôm nay, thì thay mặt cho ban biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô thì tôi xin có một câu trả lời ngắn gọn đối với cả cái câu hỏi của bạn như thế này. Thứ nhất là khi mà chúng ta, tôi nghĩ là khi mà chúng ta để mà tham gia vào thị trường lao động ấy, thì trước hết là mình phải nghiên cứu về cái thị trường lao động đấy, tức là mình phải xem là mình ở cái phân khúc nào của thị trường nó phù hợp với cả cái khả năng của mình. Thế thì cái nghiên cứu này thì hiện tại thì mình cũng có rất nhiều cách khác nhau. Cái này thì có thể là từ các cái ý kiến của các chuyên gia, cũng có khi từ các cái nghiên cứu thị trường của các cái tổ chức, có thể tổ chức của nhà nước, cũng có thể tổ chức phi chính phủ, thì mình sẽ hiểu là mình đang ở cái tầm phân khúc nào để mình lựa chọn. Sau đấy thì mình sẽ phải lựa chọn cái nghề nghiệp nó phù hợp với khả năng của mình. Thì cái này nó cũng rất quan trọng, là vì cái kỹ năng của các bạn nếu mà không phù hợp với cả cái nghề nghiệp mà mình lựa chọn ấy, thì sau này sẽ gây ra cái tâm lý thất vọng, mà qua nhiều lần như vậy thì nó sẽ trở thành một cái gọi là như cái định kiến ở trong đầu mình ấy, thì khi mình lựa chọn nghề nghiệp nó sẽ rất là khó khăn trong những lần tiếp theo. Thế thì cái đối với doanh nghiệp, khi mà bạn lựa chọn để mà cống hiến ấy, thì cái đầu tiên là phải bạn phải chuẩn bị cho mình một cái đam mê và cái tâm thế để mà làm việc ở cái doanh nghiệp đấy. Cái thứ hai nữa là cái kỹ năng của bạn để mà tham gia vào cái doanh nghiệp để mình phục vụ tốt nhất và có sự cống hiến tốt nhất. Tuy nhiên là lâu nay thì chúng ta vẫn cứ bỏ quên một cái vấn đề rất là quan trọng, đấy là cái nghiên cứu về pháp luật liên quan đến cái công việc của mình. Cái pháp luật đây thì có một số các cái vấn đề, thứ nhất là luật về việc làm, thứ hai là về công đoàn và về bảo hiểm. Thực ra thì ba cái đấy là rất quan trọng để mình biết quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi mà hoạt động ở trong doanh nghiệp đấy, cũng như là mình biết cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với mình, để khi có vấn đề tranh chấp xảy ra thì mình sẽ có được cái lựa chọn giải pháp tốt nhất. Thì thực ra hiện tại thì cũng có rất nhiều kênh để mà mình tiếp cận với vấn đề là pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình.
Thứ nhất là mình có thể là qua cái hệ thống hành chính công, rồi qua các đơn vị chức năng, ví dụ như là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Liên đoàn Lao động. Thì đặc biệt là có những đơn vị rất sát sao với cả cái người lao động như là Cục Việc Làm hoặc là các trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh. Thì trong thời gian vừa qua tôi cũng thấy rằng là cái đổi mới của các đơn vị như Cục Việc Làm hoặc là các trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh, đấy là cái việc rất chú trọng tới yếu tố tuyên truyền về mặt pháp luật đối với cả các người lao động rồi là các bạn trẻ. Thì cái tuyên truyền của các anh cũng ngày càng phong phú đa dạng dưới nhiều kênh khác nhau, cũng có thể là qua kênh trực tiếp, cũng có thể là qua các kênh gián tiếp hoặc qua mạng xã hội, thì cũng rất là phong phú. Và những năm vừa qua thì tôi thấy ví dụ như ở Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội chẳng hạn, có một cái đổi mới rất là khác so với những năm trước, đấy là cái việc mà có cái sự gắn kết với cả cái Sở Thông tin. Khi mà có bất kỳ một trung tâm một cái thông tin gì liên quan đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm cần phải tuyên truyền, rồi là những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, luật việc làm các thứ, rồi bảo hiểm thất nghiệp, thì các anh cũng có cái phối hợp rất là tốt. Qua đó thì không chỉ của Báo Tuổi Trẻ đâu, và còn rất nhiều đơn vị khác tiếp cận được với thông tin và tuyên truyền tới các bạn đoàn viên thanh niên. Và như vậy thì rõ ràng là khi các bạn được trang bị cái kiến thức pháp luật tốt thì các bạn sẽ tự bảo vệ được quyền lợi của mình và tránh được những cái xử lý tiêu cực. Như là vừa rồi thì anh Tú cũng có nói rằng là một cái bạn ở Thái Bình ấy, bạn cũng bị truy tố về cái chuyện là làm giả mạo cái giấy tờ. Thì đấy, nếu như mà các bạn mà có được cái kiến thức về pháp luật, mình hiểu rằng là nó rất nghiêm trọng như thế, thì có thể mình sẽ không vi phạm và không phải phải gặp phải những trường hợp như vậy. Xin hết kiến. Xin trân trọng cảm ơn câu trả lời từ đồng chí Ngô Vương Tuấn. Không biết là còn bạn thanh niên nào trong hội trường ngày hôm nay muốn đặt câu hỏi cho các vị chuyên gia của chúng ta không ạ? Vâng, xin mời bạn ạ. Bạn nữ. Trong việc đồng hành cùng các bạn thanh niên trong tìm kiếm việc làm, tuyên truyền các chính sách bảo hiểm, nhất là bảo hiểm thất nghiệp cho đoàn viên thanh niên, tôi muốn xin lời khuyên khi mà chẳng may một ngày nào đó bị rơi vào tình cảnh thất nghiệp, thì suy nghĩ đầu tiên thanh niên chúng tôi phải làm gì để dù trong khó khăn vẫn bình tĩnh tìm ra hướng đi mới, vững vàng trên con đường lập nghiệp gian nan. Và tôi xin cảm ơn ạ. Kính thưa các đồng chí, thì với câu hỏi của bạn vừa rồi thì tôi xin có cái trao đổi như thế này. Trước hết thì giới thiệu qua về Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, thì hiện tại là Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đang có 6 ấn phẩm, thì trong đấy có 3 ấn phẩm báo giấy là Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô ra các thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, Báo Tuổi Trẻ Đời Sống thì ra vào thứ 5 và Chủ Nhật. Ngoài ra thì còn có một ấn phẩm nữa nó đặc thù, nên là phục vụ cho đồng bào dân tộc miền núi của Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Đấy là ấn phẩm Thanh niên khởi nghiệp làm giàu. Ngoài ra thì báo có 3 ấn phẩm điện tử, đấy là tuổi trẻ thủ đô.com.vn, thứ hai là Tuổi Trẻ Pháp Luật và thứ ba là ấn phẩm khởi nghiệp trẻ. Sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ ra thêm một ấn phẩm nữa, nó liên quan đến giáo dục, đấy là ấn phẩm giáo dục trẻ. Thực ra các ấn phẩm này thì cũng có những ấn phẩm là phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung ương và của thành phố Hà Nội, của thành đoàn Hà Nội. Thì cũng có những ấn phẩm là phục vụ những cái đối tượng đặc thù riêng, rất gần với cả cái thị trường lao động, ví dụ như là khởi nghiệp trẻ, hay ví dụ như là thanh niên khởi nghiệp làm giàu, hoặc là tuổi trẻ pháp luật. Bởi vì đến như chúng ta vừa nói xong thì là cái việc mà tuyên truyền pháp luật cho các bạn trẻ, trong đó có luật về việc làm, rồi bảo hiểm cũng rất là quan trọng. Mới đây thì cũng có một vinh dự rất là lớn đối với Báo Tuổi Trẻ Đô là ngày 8 tháng 12, thì Báo Tuổi Trẻ Đô cũng cùng với cả 3 tờ báo đoàn khác, đấy là Báo Thanh Niên, Báo Tiền Phong và Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, là 4 tờ báo ký kết hợp tác với Văn phòng Chính phủ để mà tuyên truyền trực tiếp những cái chính sách từ văn phòng, từ Chính phủ, trong đó có những cái các cái văn bản pháp luật mới, rồi các cái chủ trương mới từ Thủ tướng cho đến các đồng chí Phó Thủ tướng, rồi đến các bộ ngành của Chính phủ. Thế thì đây là một cái thuận lợi mới ở trong báo, trong việc tuyên truyền những nội dung, đặc biệt là những nội dung liên quan đến việc làm và lao động. Thì bên cạnh đó thì trong những cái năm vừa qua, đặc biệt là 3 năm trở lại đây, thì Báo Tuổi Trẻ Đô có một sự phối hợp phải nói là rất khăng khít đối với Cục Việc Làm của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh trên cả nước, không riêng gì Hà Nội cả. Chúng tôi cũng đã có ký những đề án đối với Cục Việc Làm, rồi những đề án với cả các trung tâm, trong đó mới đây thì cũng đã có cái đề án với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Thế thì cái
khi mà có những cái đề án như vậy thì cái sự phối hợp nó chặt chẽ hơn, và cái tuyên truyền những cái nội dung liên quan đến việc làm rồi liên quan đến thị trường lao động nó được định hướng rất rõ ràng cụ thể từ thị trường chung của cả nước cho đến thị trường riêng của các tỉnh thành phố. Thế thì qua cái việc như vậy thì báo cũng cả kỹ năng của các đồng chí phóng viên cũng đã được tăng lên rất nhiều. Trước đây cũng có thể cũng như một số bạn lao động trẻ thôi là cũng có khi cũng chưa hiểu nhiều lắm về cái việc làm, về thị trường lao động rồi về bảo hiểm, nhưng bây giờ các bạn thì cũng đã có kỹ năng tuyên truyền rất là tốt. Nên là trong thời gian tới thì báo có một số các dự định như thế này. Trước hết là sẽ tập trung tuyên truyền về cái thị trường lao động sau đại dịch, thời kỳ hậu đại dịch. Bởi vì đây là một cái vấn đề mà nó rất quan trọng. Hiện tại là nếu theo như chúng tôi được biết là sau khi mà các lao động di chuyển từ các khu vực dịch mà toàn là những khu vực có nhiều khu công nghiệp về các địa phương thì hiện tại là các doanh nghiệp đang rơi vào một cái tình trạng là thiếu lao động. Cái chất lượng của nhân lực để phục vụ cũng rất là hạn chế. Thế thì có cái chuyện là mình sẽ phải có những cái động viên, rồi có những cái hướng dẫn, rồi những cái chính sách mới để tuyên truyền những chính sách mới đối với cả việc khôi phục lại thị trường lao động. Thứ hai là cái trang bị về kiến thức pháp luật cho tất cả các bạn đoàn viên thanh niên và thị trường lao động cũng rất quan trọng. Cái này thì báo Tuổi Trẻ Đô trong thời gian vừa qua làm cũng rất tốt, kết hợp với cả một số các ban của thành đoàn, đặc biệt là những ban liên quan đến lao động công nhân, như ban công nhân viên chức chẳng hạn, thì chúng tôi cũng đã có những cái tuyên truyền rất cụ thể sát sao tới các đoàn viên thanh niên ở các khu công nghiệp và lao động trẻ. Thì bên cạnh đó thì trong thời gian vừa qua thì với thành đoàn Hà Nội thì cũng đã có cái chương trình thực hiện cái chương trình 1 triệu việc làm cũng rất là gây tiếng vang, rất tốt và tạo sự lan tỏa, thì báo cũng là một trong những đơn vị truyền thông rất tốt cho cái chương trình này. Bên cạnh đó thì có một vấn đề rất quan trọng, đấy là cái việc định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền pháp luật liên quan đến việc làm ở thị trường lao động, thì chúng tôi sẽ thực hiện ở cái cấp độ sớm hơn, tức là đối với các đối tượng không phải chỉ là thanh niên mà có thể ở cái mức như là học sinh trung học cơ sở, hoặc có thể sớm hơn một tí nữa là những năm cuối của tiểu học chẳng hạn. Bởi vì đây nó thực ra cái này nghiên cứu thì nó cũng chưa có một cái nghiên cứu gì thực sự chính xác về cái này hoặc là đầy đủ, tuy nhiên là nó có những cái mà nó sẽ phù hợp, và tôi nghĩ rằng là cái xu thế chung của việc định hướng nghề nghiệp nó cũng rất quan trọng là từ những cấp như vậy. Thế thì báo Tuổi Trẻ Đô cũng sẽ đi theo hướng như thế. Về cái bảo hiểm thất nghiệp thì tuyên truyền riêng về cái chính sách bảo hiểm và bảo hiểm thất nghiệp thì tôi cho rằng là báo sẽ tuyên truyền sâu và tuyên truyền dưới nhiều ấn phẩm khác nhau, không chỉ là tuyên truyền trên báo chí mà có thể là tuyên truyền cả trong những cái kỳ cuộc mà báo tổ chức, ví dụ như là những cái hội thảo có thể không phải là hội thảo chuyên về việc làm và thị trường lao động hoặc là bảo hiểm thất nghiệp như hôm nay, mà có những hội thảo khác báo cũng sẽ lồng ghép để mà tuyên truyền cùng với cả cái việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kia. Cái thứ hai nữa là về mặt tuyên truyền các cái chính sách này sẽ bám sát các cái chủ trương rồi các cái cách thức làm mới của các đơn vị chuyên nghiệp, đấy là cục việc làm, đấy là các trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh thành phố để chúng tôi tuyên truyền. Về cái lời khuyên mà khi mà không may một ngày nào đó bị rơi vào tình trạng thất nghiệp ấy, thì thực ra phải nói như thế này, cái chuyện đối với một cái thị trường lao động năng động như ở nước ta hiện nay thì cái chuyện thất nghiệp bây giờ nó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, khi mà nó không phải thảm họa mà khi có thể nó có thể mở ra một cơ hội mới cho mình để mà mình phát triển. Thì ví dụ như tôi cũng đã được tiếp xúc, khi mà trong quá trình đi tác nghiệp thì cũng đã được tiếp xúc với khá nhiều các người lao động ở nhiều tỉnh thành phố, thì cũng có những bạn mà khi mà bị mất việc làm thì các bạn cảm thấy rất là trống trĩnh rồi rất là thất vọng. Tuy nhiên là khi mà các bạn đi tìm đến những cơ quan chức năng, ví dụ như là các trung tâm dịch vụ việc làm hoặc là cơ quan bảo hiểm, thì các bạn được hướng dẫn rất là chi tiết về bảo hiểm thất nghiệp, là khi mà bạn được hưởng những chế độ như này, ngoài cái việc mà nhận các cái chế độ từ bảo hiểm thất nghiệp thì các bạn còn được hướng dẫn là sẽ học một số các nghề mới chẳng hạn. Và cũng có nhiều bạn đã thành công khi mà mình tiếp cận một cái nghề mới và mình đi chọn ra nghề mới để mình đi làm. Thế thì rõ ràng là không phải con đường là cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, suy nghĩ nó sẽ đơn giản như vậy, và mình cần phải bình tĩnh để tìm ra một cái hướng đi nó phù hợp với mình, đặc biệt là phải rất am hiểu về các quy định pháp luật và các cái cơ quan mà mình có thể
cần tới để mà hỗ trợ cho cái quyền lợi của mình. Có như vậy thì mình sẽ được có những cái chuyên gia giỏi, những chuyên gia tâm huyết hỗ trợ cho mình về cái con đường sắp tới, và mình sẽ có những cái định hướng đúng đắn và cái ứng xử phù hợp. Xin cảm ơn các bạn. Xin trân trọng cảm ơn câu trả lời của ông. Thế là còn bạn chị nào còn có những thắc mắc muốn gửi tới chương trình không ạ? Xin mời câu hỏi này dành cho đồng chí Vân Anh ạ. Thì địa bàn của chị là cũng có rất nhiều khu công nghiệp, và khi mà dịch đến thì chắc chắn là những khu công nghiệp này sẽ dừng hoạt động, và sẽ có rất nhiều người bị thất nghiệp. Thì xin chị cho biết là những tổ chức ở bên đấy đã có hỗ trợ những gì cho những người bị thất nghiệp này thưa? Cảm ơn câu hỏi của bạn thanh niên đã quan tâm đến các nội dung liên quan địa bàn huyện Đông Anh. Và cũng xin hỏi lại bạn là tổ chức đoàn đúng không? Vâng, kính thưa các đồng chí khách mời của chương trình và các bạn đoàn viên thanh niên có mặt tại hội nghị ngày hôm nay, hội thảo ngày hôm nay. Thực ra cũng muốn chia sẻ với các đồng chí, Đông Anh hiện nay thì đang là một huyện ở ngoại thành Hà Nội, và cũng đang là một huyện đang trong cái quy hoạch về trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch của thành phố Hà Nội. Và hiện nay thì Đông Anh đang trong quá trình đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã, thị trấn thành phường vào năm 2022 theo cái nghị quyết của hội nghị trung ương, hội nghị 6 ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17. Và cũng chia sẻ với các đồng chí là trên địa bàn huyện Đông Anh hiện nay thì có 4.732 doanh nghiệp, trong đó thì có 60 doanh nghiệp thuộc thành phố Hà Nội và 103 doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Thăng Long. Trong đó ngoài ra thì có các doanh nghiệp thuộc các cụm công nghiệp như là cụm công nghiệp Nguyên Khê, và cùng với đó là 4.439 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và cũng chia sẻ với các đồng chí đó là hiện nay trên địa bàn huyện Đông Anh thì có 80.000 lao động, và trong 80.000 lao động đó thì có 80% là các bạn trong độ tuổi là thanh niên. Thời gian qua thì trong cái thời gian thực hiện cái chỉ thị số trong năm 2021, thì trong cái thời gian thực hiện cái chỉ thị 16 của Chính phủ và chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về cái thực hiện giãn cách xã hội, thì với trách nhiệm là một tổ chức đoàn thì huyện đoàn Đông Anh đã đồng hành cùng với thanh niên công nhân và các lao động trẻ chung tay cùng với xã hội ứng phó dịch bệnh Covid bằng nhiều hình thức thiết thực, như là các nội dung triển khai ATM gạo hoặc là siêu thị không đồng, hoặc là những cái chương trình máy tính trao em để cho giúp cho thanh niên. Đặc biệt ngoài ra thì cũng có thanh niên là con của công nhân trên địa bàn mà đang cư trú trên địa bàn huyện thì ổn định cuộc sống và yên tâm tiếp tục làm việc trong thời gian tới mà khi mà hết thời gian giãn cách. Cùng với các nội dung liên quan đến hỗ trợ an sinh xã hội thì huyện đoàn Đông Anh cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể là vận động các khu nhà trọ để miễn giảm tiền thuê trọ để giảm gánh nặng cho công nhân đang thuê trọ trên địa bàn huyện. Ngoài ra thì trong thời gian vừa qua thì thực hiện nghị định số 116, nghị định của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, thì huyện đoàn huyện Đông Anh thì cũng tham mưu và cùng với các cơ quan cấp ủy và chính quyền để hỗ trợ các đối tượng này từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị định, với tổng số người được hỗ trợ là 37.934 người với số tiền là trên 94,8 tỷ đồng. Ngoài ra thì có những cái nội dung mà huyện đoàn Đông Anh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc để triển khai các hoạt động xã hội hóa. Chúng tôi đã triển khai các hoạt động đó là rà soát, thường xuyên rà soát và đi từng nơi gõ từng nhà để có thể nắm bắt được tình hình thực trạng của các thanh niên hiện tại đang là công nhân đang cư trú trên địa bàn huyện. Cùng với đó thì huyện đoàn Đông Anh cũng phối hợp để triển khai thực hiện cái đề án đào tạo giải quyết việc làm cho lao động giai đoạn 2020-2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố, của Ủy ban Nhân dân huyện. Thì cùng với nội dung đào tạo và giải quyết việc làm thì huyện đoàn Đông Anh đã phối hợp để cùng với thống kê cái nhu cầu làm việc và tìm việc làm cho 464 người lao động trên địa bàn huyện, và tiến hành kết nối 39 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin. Phối hợp với sàn giao dịch việc làm huyện Đông Anh cung cấp hơn 8.300
202 chỉ tiêu tuyển dụng của 227 doanh nghiệp đến các xã thị trấn và triển khai thực hiện các điều tra biến động cung cấp lao động của 435 doanh nghiệp và 27.873 hộ gia đình. Đây là các nội dung mà thực hiện cái đề án đào tạo giải quyết việc làm của huyện, thì huyện Đoàn Đông Anh cũng là một cơ quan, cũng là một nguồn để cung cấp các nguồn lao động cho huyện, thì cũng phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội để triển khai các nhiệm vụ. Và đặc biệt trong năm 2021 thì huyện Đoàn Đông Anh cũng thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện là phối hợp với tổ chức phiên giao dịch việc làm huyện Đông Anh lần thứ nhất, có hơn 1.270 lượt người tham gia phỏng vấn tuyển dụng và có 480 người được tuyển dụng tại các phiên và 185 người hẹn phỏng vấn đợt 2. Đặc biệt là huyện Đoàn Đông Anh rất là tập trung cái nội dung liên quan đối tượng là các học sinh trên địa bàn huyện. Trong năm vừa qua thì huyện đoàn cũng phối hợp để triển khai các chương trình tư vấn hướng nghiệp cho hàng nghìn học sinh trên địa bàn huyện để cho các em có những cái kiến thức, những cái kỹ năng và những cái kinh nghiệm để có thể có những cái quyết định sắp tới trong cái thời gian mà khi mà bước ra khỏi cánh cổng nhà trường. Cùng với đó thì ngoài ra thì huyện Đoàn Đông Anh cũng tập trung các nội dung liên quan đến tuyên truyền pháp luật xoay quanh cái quyền lợi của thanh niên, tập trung chính vào cái triển khai cái và tuyên truyền cái luật thanh niên và các ba văn bản về luật việc làm, các quy định về bảo hiểm xã hội, quy bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thông qua các hình thức phù hợp. Chủ yếu hiện tại bây giờ thì đảm bảo công tác phòng chống dịch thì huyện Đoàn Đông Anh tập trung vào các trang mạng xã hội, chủ yếu trên các fanpage và đặc biệt là các duy trì các nhóm nhóm Zalo để có sự kết nối, đặc biệt là đối với duy trì hoạt động của cái câu lạc bộ đồng hành cùng thanh niên công nhân tập trung chính ở trên địa bàn xã Kim Trung. Trong thời gian vừa qua thì riêng đối với các nội dung về quan tâm và hỗ trợ đối với thanh niên công nhân, đặc biệt là thanh niên công nhân cư trú trên địa bàn huyện, thì đối với đây là cũng là một nhiệm vụ và đây là cũng là đối tượng mà huyện Đoàn Đông Anh luôn luôn là hướng tới để hỗ trợ và cùng đồng hành với các bạn trong đặc biệt là trong thời gian mà cố gắng là trong thời gian giãn cách và bị ảnh hưởng do dịch Covid thì sẽ không để cho người lao động, đặc biệt là thanh niên sẽ bị thiếu ăn, thiếu chỗ ở và không được quan tâm trên địa bàn huyện ạ. Vâng, cũng xin hết ý kiến ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ. Không biết là đầu cổ Đông Nam Bộ có thể nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ? Nói là ban tổ chức là vừa rồi thì cái việc làm nhích nghe nó bị lỗi thì hiện tại không nghe rồi. Xin chào ban tổ chức và xin chào các chuyên gia. Tôi đại diện cho bản trẻ ở miền Đông Nam Bộ mong muốn và câu hỏi thứ hai của một bạn là đang sinh sống tại Công Mây, thành phố Đồng Nai. Bạn
Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn liên quan đến cái trường hợp thứ nhất là đi làm 2 năm làm cơ khí nhưng mà chưa bao giờ nghe đến đến bảo hiểm xã hội hay bảo thất nghiệp. Thì cái này thì thực sự ra nếu mà bản thân người lao động chúng ta, khi mà chúng ta bước chân vào quan hệ lao động, chúng ta phải tìm hiểu các cái quy định nó liên quan đến trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình, quyền trách nhiệm của mình. Nên do vậy là đối với cả cái trường hợp như bạn hỏi mà chúng ta hiện nay chưa được nghe, thì bản thân khi chúng ta thực hiện cái giao kết hợp đồng, chúng ta đã phải tìm hiểu là chúng ta quyền lợi chúng ta được gì và trách nhiệm là chúng ta phải thực hiện cái quy định nào. Nên bản thân là khi đặt ra vấn đề mà chúng ta đã đi làm, chúng ta hưởng lương, chúng ta có trong quan hệ lao động mà chúng ta chưa hề biết được cái quy định của pháp luật, thì cái đấy là một cái điều mà chúng ta thực sự là rủi ro đối với cả bản thân người lao động khi mà gặp vào cái việc mà khi mà chúng ta rủi ro gặp phải xoay quanh những việc mà chúng ta đáng nhẽ chúng ta được hưởng từ các chính sách bảo hiểm, các chính sách về lao động, thì chúng ta lại không biết và chúng ta vừa vi phạm và chúng ta lại không được hưởng quyền lợi của mình. Thì cái vấn đề này thì để mà các bạn được tư vấn hoặc là để tìm hiểu thì các bạn có thể liên hệ với các cái tổ chức mà chúng ta tham gia. Tại các đơn vị thì có cái tổ chức công đoàn, có tổ chức đoàn thanh niên, thì chúng ta hoặc là bản thân là nơi cư trú các bạn đều có các cái tổ chức tham gia, các tổ chức chính trị đoàn thể tại nơi cư trú, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu hoặc bản thân chúng ta tìm hiểu những người lao động khác ở những đơn vị khác. Là chúng ta gọi là tại sao làm đây thì làm ở cái đơn vị kia thì có tham gia cái gì không, có đóng góp gì không, khi gọi là làm việc thì được hưởng những cái gì và khi chấm dứt thì được cái gì, thì bản thân người lao động là khi bước chân vào quan hệ lao động thì chúng ta phải tự cái tìm hiểu xoay quanh những cái quyền lợi của mình. Thế còn chúng ta có thể rất nhiều cái kênh để chúng ta hỏi, bây giờ cái gọi là sự phát triển của mạng, chúng ta hỏi bất kỳ một cái gì đều có cả. Tất nhiên là có những thông tin nó đầy đủ, tất nhiên có những thông tin nó chưa chính xác, thì chúng ta ngoài những thông tin chúng ta có cái nội dung đấy nó đã có quy định, thì chúng ta có thể là để khẳng định cái việc đấy thì chúng ta hỏi bản thân người sử dụng lao động, chúng ta hỏi các cái tổ chức chính trị đại diện mà mình là thành viên, rồi chúng ta hỏi bản thân là pháp luật nào thì đều có cơ quan quản lý nhà nước ở trên địa bàn đó, chúng ta có thể hỏi. Mà bây giờ chúng ta không phải là hỏi phải đến trực tiếp, chúng ta mất cái thời gian đi lại hay là mất cái chi phí, mà chúng ta có thể là hỏi thông qua các cái gọi là kênh giải đáp của các cơ quan chức năng. Ví dụ như là trên địa bàn, bản thân ở xã phường đều có cán bộ lao động xã phường, quận huyện thì chúng ta là có phòng lao động thương binh xã hội quận huyện, có gọi là công đoàn, đúng không? Cấp quận huyện, đoàn thanh niên có hết. Rồi là trung tâm ở cấp tỉnh chúng ta có trung tâm dịch vụ việc làm, có sở lao động thương binh xã hội, có bảo hiểm, tất cả các cơ quan chức năng đấy là cái phục vụ đối với người dân vô điều kiện, đúng không ạ? Sự nghiệp công và cung cấp dịch vụ công thì chúng ta không mất phí và chúng ta có rất nhiều kênh, không phải là chỉ trực tiếp, chúng ta có hỏi gián tiếp qua bưu điện, qua các cái cổng thông tin điện tử từ chính phủ đến các hệ thống hành chính các cấp là đều có những cái chúng ta để tương tác, để chúng ta tìm hiểu và chúng ta nắm được các cái thông tin, từ đó chúng ta có những cái bảo vệ được cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cái thứ hai liên quan đến cái trường hợp là bạn đi làm 2 năm nhưng mà hỏi để tham đơn vị, để có những đơn vị bảo từ từ, cái đấy từ từ thì bản thân là chúng ta phải từ từ, nhưng mà từ từ đối với doanh nghiệp nhưng mà ảnh hưởng đến quyền lợi của mình thì chúng ta cũng phải có cái ý kiến chính kiến của mình, tìm hiểu và chúng ta có chính kiến của mình để bảo vệ cái quyền lợi ích hợp pháp của mình. Đấy, còn đối với đơn vị mà không tuân thủ thực hiện thì như cái phần trao đổi phía trên cũng đã nói là chúng ta có đầy đủ các cái hành vi nghiêm cấm, có đầy đủ các cái quy định để bản thân cái người lao động tham gia cái chính sách này được tiếp nhận thông tin là từ các cái đơn vị sử dụng lao động phải tuyên truyền, các cái tổ chức khác phải tuyên truyền, bản thân là trong khi tham gia bảo hiểm xã hội cũng vậy thôi, là trong cái quy định về bảo hiểm xã hội là hàng năm cơ quan bảo hiểm xã hội phải thông tin đến người lao động về quá trình đóng của mình. Và hiện nay như các bạn biết rồi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có xây dựng cái gọi là cái VSSID, đúng không? Là trên đấy chúng ta cài đặt trên cái phần điện thoại thông minh và cài đặt, chúng ta cập nhật thường xuyên các cái quy định, cập nhật thường xuyên các cái quá trình đóng tham gia của mình, tránh cái trường hợp là chúng ta hàng tháng khi chúng ta thực hiện cái tham gia cái quan hệ lao động, hàng tháng ta khi chúng ta nhận được tiền lương của mình thì tức là cái những phần trách nhiệm về đóng của mình đã
được người sử dụng lao động khấu trừ. Nhưng mà thay vì cái việc mà mình không kiểm soát được các cái thông tin liên quan cái đóng của mình, thì bản thân người sử dụng lao động có rất nhiều trường hợp là họ không nộp cái phần đấy, cái trách nhiệm của bản thân người lao động, mà bản người sử dụng lao động còn giữ lại cái phần trách nhiệm của người lao động đó và không nộp cho cơ quan xã hội. Thì khi chúng ta chấm dứt, chúng ta không được ghi nhận thời gian đóng thì nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Vừa qua rất nhiều các cái trường hợp trong thực tế hiện nay xảy ra rồi xảy đến cái vấn đề để gọi là khiếu kiện tranh chấp. Nhưng mà bản thân là khi chúng ta thực hiện các cái quyền của mình để khiếu lại hoặc là mình đưa ra tòa để mình đòi hỏi quyền lợi của mình, nhưng bản thân mà chúng ta ít nhất là chúng ta cái quyền lợi chúng ta tại thời điểm đó chúng ta không được giải quyết, và để giải quyết được thì nó phải qua một cái quá trình thời gian xem xét. Thì do vậy là cái việc mà chúng ta tất cả có cái quy định liên quan đến quyền và trách nhiệm tham gia bất kỳ một chính sách nào đó, quyền của người lao động, quyền của người sử dụng, từ cái việc mà được tham gia, quyền giám sát, quyền được cung cấp thông tin, quyền khiếu nại, quyền tố cáo, quyền khởi kiện, tất cả các cái quy định nó đầy đủ hết. Vấn đề chúng ta, bản thân chúng ta là phải nắm được các cái quy định và chúng ta thực hiện các cái quy định đó thì nó mới đảm bảo được cái trách nhiệm của mình, tránh vi phạm cũng như cái quyền lợi của mình hưởng khi chúng ta đáp ứng các điều kiện theo cái luật định. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Cảm ơn đồng chí Trần Tuấn Tú. Kính thưa quý vị cùng toàn thể các đồng chí, trải qua 3 tiếng thực hiện, buổi hội thảo đã giải đáp các thắc mắc về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, quyền lợi, lợi ích của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp, toàn bộ các điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng, đồng thời cũng cho thấy rõ được vai trò của bảo hiểm thất nghiệp đối với hàng triệu người lao động khi giúp họ có được nguồn tài chính, vượt qua được giai đoạn khó khăn để duy trì cuộc sống. Mặt khác thì bảo hiểm thất nghiệp cũng giúp người lao động, cũng giúp người sử dụng lao động không bị áp lực về tài chính khi không phải chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động. Sau đây xin kính mời đồng chí Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô sẽ lên tổng kết đánh giá hội thảo bảo hiểm thất nghiệp điểm tựa cho lao động trẻ ngày hôm nay. Xin mời ông. Kính thưa đồng chí Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Lao động, kính thưa đồng chí Trần Tuấn Tú, trưởng phòng bảo hiểm thất nghiệp, cục việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kính thưa đồng chí Tạ Văn Thảo, giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, thưa các quý vị đại biểu và các vị khách quý, các bạn đoàn viên thanh niên thân mến. Ban tổ chức hội thảo, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới quý vị đại biểu, tới các đồng chí cán bộ đoàn và viên thanh niên thủ đô và cả nước đã tham gia hội thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đến từ cục việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, đại biểu các sở ban ngành, rồi các cơ quan đoàn thể của thành phố đã tới dự hội thảo ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn đến các công của buổi hội thảo ngày hôm nay, thì tôi xin tuyên bố bế mạc chương trình hội thảo. Một nữa thì thay mặt ban biên tập báo Thủ Đô xin gửi lời tới quý đại biểu, các vị khách quý và các bạn đoàn viên thanh niên một sức khỏe dồi dào, an bình, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn các đồng chí đại biểu và các đồng chí Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, hội thảo bảo hiểm thất nghiệp điểm tựa cho lao động trẻ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự các quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và thành phố. Xin trân trọng cảm ơn các đoàn thanh niên Thủ Đô đã tích cực tham gia đóng góp vào thành công chung của buổi hội thảo ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.